Xin chào các bạn đã đến với Tom Thiếu Gia. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tóm tắt về một bộ anime chuyển sinh vô cùng hài hước có tên là Konosuba. Nhưng lưu ý với các bạn, video này là tóm tắt phim, do đó sẽ tiết lộ hết toàn bộ nội dung của phim, nên các bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi xem nhé. Nhân vật chính của chúng ta tên là Sato Kazuma, cậu là một thanh niên chỉ ru rú trong nhà rất ít khi đi đâu. Nhưng vì hôm nay là ngày phát hành của tựa game yêu thích nên cậu phải đi mua cho bằng được. Cuối cùng sau 5 tiếng vất vả cậu đã có được chiếc game yêu thích trong tay. Nhưng vì thức thâu đêm mấy ngày liền chơi game nên giờ cậu rất khó chịu với ánh nắng chói chang. Trong lúc đi về nhà để chiến con game mới mua thì cậu thấy có một cô gái sắp bị xe tông. Thế là cậu nhảy ra cứu cô gái đó nên bị xe tông cho bay màu. Sau khi bay màu thì cậu bị đưa đến một chỗ kỳ lạ. Tại đây cậu gặp một cô gái tóc xanh. Cô ta khẳng định cậu đã chết và nơi đây là thế giới sau khi chết. Kazuma muốn hỏi xác nhận một điều, đó là cô gái mà cậu cứu còn sống đúng không? Sau khi biết người cậu cứu còn sống thì cậu rất mừng vì cảm thấy bản thân mình đã chết không vô ích. Tuy nhiên cô gái tóc xanh bảo nếu cậu không cứu thì cô ta vẫn sẽ sống và cũng không hề bị thương vì cái máy kéo đó sẽ dừng lại trước khi đâm trúng cô ta. Còn lý do mà cậu chết là vì cậu tưởng mình bị xe cán nên sốc quá chết luôn, đã vậy còn bĩnh hết cả da quần. Nói xong cô gái tóc xanh cười như được mùa, vì làm cái nghề này biết bao lâu mà mới gặp cái trường hợp chết nhảm như thế này lần đầu. Cô gái tóc xanh còn tiết lộ cả y tá và bác sĩ cũng không nhịn được cười, gia đình cậu cũng lăn ra cười khi biết lý do chết của cậu, làm cậu xấu hổ muốn đội quần, bịt tai lại không muốn nghe thêm câu nào nữa. Sau đó cô gái tóc xanh giới thiệu mình tên là Aqua, là nữ thần phụ trách dẫn đường cho những cái chết trẻ ở Nhật Bản. Rồi nữ thần cho cậu hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là sống một cuộc đời ở một thế giới mới và thứ hai là sống như ông già ở một nơi tựa như thiên đường. Aqua còn tiết lộ nơi thiên đường đó không hề tốt đẹp chút nào, chả có một thứ gì để giải trí và cũng không có một cơ thể đàng hoàng, nên mấy trò biến thái bệnh hoạn sẽ không làm được. Biết cậu mê game nên Aqua đề xuất cho cậu một thế giới tựa như game, đó là nơi mà cuộc sống con người bị quân ma vương đe dọa. Vì thế giới đáng sợ như vậy nên người ta mới từ chối tái sinh và dẫn đến tình trạng thiếu hụt dân số trầm trọng. Cho nên chỉ còn cách là đưa những người đã chết ở nơi khác đến và giữ nguyên cơ thể cùng ký ức của họ. Kazuma lo ngại nếu đưa cậu đến đó rồi chết lần nữa chẳng phải vô nghĩa hay sao. Aqua bảo vì thế nên sẽ ban cho cậu một đặc quyền, đó là được phép mang theo một món đồ yêu thích đến đó, thậm chí có là vũ khí siêu mạnh hay tài năng phi thường cũng đều được chấp nhận. Kazuma muốn biết cậu có cần phải học ngôn ngữ ở đó hay không. Aqua bảo nhờ sự giúp đỡ từ thần linh nên não của cậu sẽ được nhồi nhét và học ngôn ngữ rất nhanh. Tuy nhiên cũng có tác dụng phụ, nếu xui xẻo thì não của cậu sẽ bị đần độn. Nghe điều này khiến cậu có hơi quan ngại. Thế rồi Aqua đưa cho cậu rất nhiều sự chọn lựa để cậu tham khảo, còn nữ thần trong lúc chờ đợi thì ngồi sơi bim bim. Đã vậy còn liên tục hối thúc cậu mau chọn lẹ vì vẫn còn nhiều người đang chờ đợi, một kẻ thất bại như cậu thì chẳng có ai mong chờ gì đâu. Thấy nhỏ này cứ luôn hối đã vậy còn sỉ nhục cậu khiến cho cậu ức chế, nên cậu quyết định lẹ luôn và chỉa thẳng tay vào nữ thần. Cậu nói thứ mà cậu chọn mang theo chính là cô. Vừa dứt lời thì có một nữ thần khác xuất hiện, bảo rằng lựa chọn của cậu là hợp lệ và từ nay nữ thần này sẽ thay Aqua làm công việc này. Aqua lúc này mới kịp hiểu ra vấn đề và bày tỏ sự hoang mang, cho rằng bản thân dù là nữ thần nhưng chỉ có khả năng hồi phục, không có sức mạnh để chiến đấu chống lại ma vương. Kazuma liền lên mặt, hỏi Aqua có cảm giác thế nào khi bị một kẻ mà mình coi thường mang theo. Nghe những lời này khiến Aqua sợ hãi tột độ, không muốn đi cùng một kẻ như cậu chút nào. Sau đó nữ thần tóc vàng nói những lời cuối cùng, bảo rằng nếu Kazuma có thể hạ được ma vương thì thần linh sẽ ban cho cậu bất kỳ điều ước gì cậu muốn. Nói xong Kazuma và Aqua bay đi mất tiêu và sau đó cả hai xuất hiện tại thị trấn của những mạo hiểm giả tân thủ. Đây cũng chính là thế giới khác, nơi mà cả hai sẽ đồng hành và tiêu diệt ma vương. Trong lúc Kazuma đang rất hào hứng thì Aqua lại tỏ ra buồn thiu, sau đó còn nổi điên mà túm cổ Kazuma dãy đành đạch. Dù là nữ thần quyền năng, nhưng một khi bị mang theo thì cô sẽ không thể tự ý quay về nếu như sứ mệnh chưa hoàn thành. Kazuma khuyên cô cứ bình tĩnh, việc cần làm lúc này là đến bang hội để thu thập thông tin giống như trong mấy game nhập vai. Nghe lời nói của cậu khiến Aqua cảm thấy an tâm hơn, mặc dù trong suy nghĩ của cô thì cậu chẳng khác nào một tên thất bại, nhưng lúc này lại trông đáng tin cậy đến bất ngờ. Sau đó Kazuma hỏi cô có biết bang hội ở đâu không, nhưng cô bảo cô là một nữ thần thì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này thì biết thế quái nào cho được. Kazuma cảm thấy con nhỏ này đúng là vô dụng. Mò mẫn một hồi lâu thì cả hai cũng đã tìm được bang hội, nhưng nhìn mặt hai đứa cứ đần đần thế nào ấy. Bên trong bang hội có rất nhiều tai to mặt bự, tuy thế nhưng Kazuma vẫn không e dè mà nói năng rất bản lĩnh, cho rằng bố đây sẽ đi tiêu diệt ma vương. Sau đó cậu đến bàn đăng ký để đăng ký làm mạo hiểm giả. Tại đây cậu gặp một chị gái tên là Luna, chị ấy là người cung cấp nhiệm vụ cho các mạo hiểm giả ở bang hội này.
Chị bảo muốn đăng ký làm mạo hiểm giả thì cần phải nộp lệ phí đăng ký. Kazuma hỏi Aqua có đồng nào không nhưng nữ thần lại chả có lấy một xu. Kazuma tiếp tục cho rằng con nhỏ này thật vô dụng. Đói meo hết cả bụng nhưng vì không có tiền nên hai đứa đành ngồi ru rú ở một góc bàn. Thế là nữ thần quyết định sẽ giải quyết cái vụ này. Cô đi đến gặp một ông già đang ngồi uống trà ở gần đó. Cô bảo mình là nữ thần Aqua, vị thần được giáo đoàn Asis tôn thờ. Nếu như ông là tín đồ của cô thì cô muốn mượn ông một chút tiền. Nhưng ông bảo mình là tín đồ của thần Eris, nghe ổng nói mà nữ thần xanh rờn cả mặt, rồi xin lỗi ổng và lặng lẽ rời đi. Nhưng ổng bảo nữ thần Aqua và Eris có mối quan hệ tiền bối và hậu bối, cuộc gặp gỡ này cũng có thể xem như là định mệnh. Vừa nãy ổng có thấy cô thiếu tiền đăng ký nên chút đỉnh này coi như là chúc phúc từ thần Eris. Tuy nhiên dù là tín đồ sùng đạo thì cũng chớ nên nhận mình là nữ thần. Aqua buồn thiu nhận chút lòng thành này rồi đem về cho Kazuma. Cô thất vọng tràn trề vì không ai tin cô là nữ thần. Dù thần Eris kia vốn là hậu bối của cô, được một tín đồ của hậu bối thương hại cho tiền quả là nhục nhã hết chỗ nói. Với khuôn mặt đưa đám cả hai mang tiền đến đưa chị Luna, Kazuma có cảm giác dường như chị chẳng muốn tiếp cậu cho lắm. Sau đó chị hướng dẫn cho hai đứa về một số thứ, như cái cạc này là thẻ đăng ký, nó sẽ lưu lại số lượng quái vật mà mạo hiểm giả tiêu diệt. Sau khi tăng cấp sẽ nhận được điểm để học các kỹ năng. Nói xong chị bắt cả hai đặt tay lên một viên pha lê, Kazuma đặt lên thì viên pha lê khắc lên tấm thẻ đăng ký của cậu. Nhờ vào đó sẽ biết được thuộc tính của cậu là gì và nhờ vào thuộc tính cậu sẽ lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho bản thân. Cậu đã kỳ vọng những chỉ số của mình sẽ gây náo động cả bang hội, nhưng chị Luna xem thì thấy tổng thể chỉ số của cậu chỉ ở mức bình thường, có mỗi chỉ số thông minh và chỉ số may mắn là cao mà thôi. Chị cho rằng với một mạo hiểm giả thì không cần chỉ số may mắn cho lắm, nên chị khuyên cậu trở thành một thương gia thì có lý hơn. Nghe xong Aqua bụng miệng cười chúm chím, nhưng Kazuma vẫn muốn nghề chính của mình là một mạo hiểm giả. Thế là cậu trở thành một mạo hiểm giả bình thường, cái nghề yếu nhất trong tất cả nghề. Chị Luna bảo khi lên cấp thì cậu vẫn có thể đổi sang nghề khác. Tới lượt Aqua thì chị Luna rất bất ngờ, vì chỉ có mỗi chỉ số thông minh là thấp và chỉ số may mắn là cực kỳ thấp, thì toàn bộ chỉ số còn lại đều trên mức trung bình. Chị nói ngoài nghề cần chỉ số thông minh cao là pháp sư, thì Aqua có thể làm rất nhiều nghề cao cấp khác, ví dụ như kỵ sĩ thập tự trinh, kiếm sĩ hoặc là mục sư chẳng hạn. Nghe thế Aqua rất tự hào. Rồi cô chọn nghề đại mục sư, một nghề quyền năng có phép thuật chữa thương cho người khác. Với chỉ số bá đạo của mình, Aqua được cả bang hội chào đón rất nhiệt tình. Họ còn tự tin cho rằng cô có thể đánh bại được cả ma vương. Kazuma thầm nghĩ đáng lý ra vị trí đó phải là của cậu mới đúng. Nhiều tuần sau đó cả hai dành thời gian để làm việc cày cuốc như điên cùng những người dân lao động. Tối đến thì ngủ ở chuồng ngựa với đầy phân của chúng xung quanh. Có chút đỉnh tiền thì ăn uống sang trọng hơn và sắm được một tấm ga trải ngủ cho đỡ ngứa. Tuy có vất vả nhưng cuộc sống bình dị này lại rất là vui, nhưng ngẫm nghĩ lại thì Kazuma cảm thấy nó không đúng một chút nào. Vì vốn dĩ sứ mệnh của cậu đến đây không phải để làm cu li, Aqua cũng đồng tình vì nếu cậu không đánh bại ma vương thì cô sẽ không trở về được. Vào một hôm Aqua đề nghị cậu rời khỏi đây và làm nhiệm vụ đánh quái, cậu lo lắng cả bọn chỉ mới cấp 1 với lại không có trang bị nào. Aqua bảo cứ để cô lo và hãy tin tưởng vào một nữ thần như cô. Nhưng sang ngày hôm sau, Kazuma bắt đầu cảm thấy hoang mang vì cuộc sống ở dị giới này không giống với những gì mà cậu tưởng tượng một chút nào. Thu nhập thì bèo bọt, đã vậy còn phải ngủ ở chuồng ngựa. So với cuộc sống ở Nhật Bản trước kia thì nó thậm chí còn tệ hơn. Và thêm cả cái con nữ thần chết dẫm này hôm qua còn tự tin cứ để cho chị mày lo, mà hôm nay lại ngủ tới trưa chờ trưa chật mới chịu dậy. Kazuma hỏi Aqua chẳng phải thế giới này bị quân đoàn ma vương chèn ép hay sao, thế mà trông nó bình yên đến lạ thường, đến cả một con ma cũng chẳng thấy đâu. Aqua bảo nơi này rất xa nơi trú ngụ của bọn ma vương, đã vậy còn là nơi dành cho tân thủ thì tụi ma vương chẳng buồn mà tấn công làm gì. Nhiệm vụ đầu tiên mà cả hai nhận là nhiệm vụ thảo phạt, trong 3 ngày phải thảo phạt 5 con cóc khổng lồ. Trong khi Kazuma bị con cóc rượt chạy sấp mặt, thì Aqua đứng cười như được mùa vì cậu quá ư là mắc cười. Cậu thề sau khi xong nhiệm vụ sẽ chôn sống cái con chết dẫm này. Cóc khổng lồ khi đến mùa sinh sản để có sức đẻ trứng, chúng sẽ đến những ngôi làng giàu thức ăn để làm thịt bọn dê của người dân. Và vào thời gian này, dân làng và trẻ em cũng đột nhiên biến đâu mất tiêu. Tuy thịt của bọn cóc này hơi cứng nhưng lại rất ngon và giàu dinh dưỡng, nên thịt của bọn chúng rất được ưa chuộng để làm nguyên liệu. Kazuma vẫn bị bọn cóc đuổi sấp mặt. Aqua bảo muốn được chị đây cứu thì chú em phải biết điều một xíu. Kazuma không còn cách nào nên đành tuân theo. Nhưng cái đậu xanh, con nhỏ nữ thần vô dụng lại bị con cóc ngậm vô miệng. Thế là kẻ cứu giờ đây lại trở thành kẻ cần cứu. Do ngậm Aqua nên con cóc không thể di chuyển. Vì thế nó mới bị Kazuma xử một cách dễ dàng. Nữ thần lúc này đang rất buồn vì mình đã bị vấy bẩn. Nếu mà tín đồ Asis bắt gặp chắc họ sẽ bỏ thờ cô luôn cũng nên. Đã vậy chuyện bị một con cóc quèn đánh bại bị lộ thì thanh danh của cô cũng sẽ không còn.
Thế nên nữ thần quyết định lấy lại thanh danh bằng cách xông thẳng vào con cóc khác, rồi sử dụng cú thổi thần thánh để đập nó ra bã. Nhưng cái đậu xanh, thần thánh ở đâu không thấy, chỉ thấy có một đứa bị ngậm sắp tắt thở. Nhưng cũng nhờ thế mà Kazuma đã hạ được hai con cóc khổng lồ và nhận được 10.000 Eris. Kazuma cảm thấy rõ ràng là bị đe dọa đến tính mạng, thế mà thù lao của mấy con cóc chẳng khác gì làm việc ở công trường. Aqua bảo sức của cả hai hiện giờ quá yếu nên cần phải chiêu mộ thêm vài đứa nữa. Kazuma cho rằng làm gì có đứa ngu nào lại đi lập đội với hai đứa tân thủ không có trang bị. Aqua tự tin với chức vụ đại mục sư tối cao của mình thì bất kỳ ai cũng sẽ muốn có cô trong đội, nên khi đăng tin chiêu mộ kiểu gì cũng có một đám đi theo năn nỉ xin gia nhập cho mà xem. Nhưng ngồi ngáp rồi cả ngày trời vẫn chẳng có con ma nào bén mảng tới hó hé lấy một lời. Vốn dĩ tiêu chuẩn mà nhỏ nữ thần này đưa ra là chỉ tuyển mạo hiểm giả cấp cao. Kazuma đề nghị giảm tiêu chuẩn xuống một xíu, vì đúng là Aqua thuộc nghề cấp cao nhưng cậu lại là nghề yếu nhất, sẽ rất khó để tuyển, với lại cậu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ nếu xung quanh toàn kẻ mạnh. Bỗng có một con nhỏ nào đó xuất hiện đòi được gia nhập, còn nói cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh do thế giới lựa chọn. Nhỏ bảo đã chờ rất lâu để gặp được những người như hai đứa, rồi nhỏ giới thiệu nhỏ là đại pháp sư tên là Megumin, sở hữu phép thuật tấn công siêu mạnh có tên là bạo liệt ma pháp. Vì nó quá mạnh nên thứ cấm thuật này bị cả thế giới hất hủi. Rồi nhỏ rủ hai đứa cùng ngắm nhìn vực thẳm, vì nếu nhìn vực thẳm thì vực thẳm cũng sẽ nhìn lại hai đứa. Kazuma nghĩ con nhỏ này tới đây là để tấu hài. Aqua thấy con mắt của nhỏ màu đỏ nên đoán nhỏ là người của Hồng Ma tộc. Nhỏ khẳng định đúng là như thế, và nhỏ chính là pháp sư giỏi nhất của Hồng Ma tộc. Đang nói làm nhảm thì tự nhiên nhỏ lăn đùng xuống đất. Nhỏ bảo đã ba ngày nay chưa có tí gì bỏ bụng, nên xin cả hai cho cái gì đó để ăn. Kazuma hỏi con mắt nhỏ có bị thương gì không mà bị che thế. Nếu bị thương thì cứ để khứa vô dụng này chữa cho. Nhỏ bảo thứ này là để kiềm hãm sức mạnh tối thượng của nhỏ. Một khi mà tháo ra thì thế giới này kiểu gì cũng sẽ diệt vong. Kazuma nghe mà tỏ vẻ hốt hoảng, nhưng nhỏ bảo chém gió thôi, thứ này đeo lên chủ yếu cho nó ngầu. Kazuma bực mà kéo bịt mắt của nhỏ bắn bực bực. Sau khi xem thẻ mạo hiểm giả của nhỏ thì đúng thật nhỏ là đại pháp sư, một nghề cấp cao có thể sử dụng được phép thuật tấn công mạnh. Đặc biệt chiêu bạo liệt ma pháp là phép thuật tấn công mạnh nhất, nhỏ mà xài được quả thật rất xịn sò. Quay trở lại nhiệm vụ thảo phạt cóc khổng lồ hôm bữa, thảo phạt 5 con cóc trong 3 ngày, cả bọn mới chỉ xử được có 2 con nên còn nợ 3 con. Megumin bảo bạo liệt ma pháp cần có thời gian để chuẩn bị, cho nên cô bé kêu cả hai cầm chân con cóc một xíu, vì bị Kazuma coi thường, nên nữ thần của chúng ta xông lên trước để thể hiện sức mạnh và tung ra tuyệt chiêu bản cầu siêu của thần. Và đúng như cái tên, bản cầu siêu của thần là để cầu siêu cho nữ thần của chúng ta. Kazuma công nhận quả không hổ danh là nữ thần, dùng tính mạng của mình để câu giờ cho đồng đội. Trong lúc đó, Megumin đã thi triển thành công bạo liệt ma pháp. Đây là một chiêu thức đỉnh cao có thể nhấn chìm mọi thứ về với cát bụi, và đòn cực mạnh này đã được tung ra vào con cóc. Kazuma công nhận nó đúng là khủng khiếp như lời đồn, tuy nhiên con nhỏ xài xong lại nằm sải lai như sắp chết. Nhỏ bảo vì đòn này có uy lực khủng khiếp nên cũng tiêu hao lượng ma lực khủng khiếp, sử dụng ma pháp vượt quá giới hạn nên giờ cơ thể bất động luôn rồi. Quả thật bạo liệt ma pháp của con nhỏ đúng như cái tên của nó, xài bạo quá thì bị liệt luôn. Một con cóc đã mò đến và sơi tái con nhỏ, thế là hai đồng đội của Kazuma đều đối mặt với tử thần. Nhưng cũng nhờ thế mà cả bọn đã tiêu diệt thành công 3 con cóc và hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt. Sau vụ này, Kazuma cấm Megumin xài bạo liệt ma pháp trừ những tình huống cấp bách và chỉ nên xài những chiêu thông thường mà thôi. Nhưng nhỏ nói nhỏ chỉ xài được mỗi bạo liệt ma pháp, làm hai đứa đứng hình vì đòn mạnh nhất xài được mà đòn yếu thì lại không. Nhỏ bảo là vì nhỏ chỉ yêu mỗi bạo liệt ma pháp, dù chỉ xài được một lần một ngày và bị liệt luôn sau khi dùng, thì nhỏ vẫn yêu bạo liệt ma pháp. Con đường làm đại pháp sư của nhỏ chỉ là để sử dụng bạo liệt ma pháp mà thôi. Lý tưởng của nhỏ khiến Aqua rất ngưỡng mộ và hai đứa dường như đã đồng cảm với nhau. Kazuma thì đang hoang mang vì con pháp sư này hoàn toàn vô dụng, đã có một đứa vô dụng là con nữ thần kia rồi, giờ thêm một con nữa thì coi như cuộc đời bế tắc. Thế là thanh niên đòi về bang hội chia thù lao rồi đường ai nấy đi. Nhưng Megumin bảo nhỏ không cần thù lao, chỉ cần được sử dụng bạo liệt ma pháp là mãn nguyện lắm rồi, cho nên hãy ký hợp đồng với nhỏ ngay và luôn. Dù thanh niên Kazuma của chúng ta vẫn một mực không đồng ý, nhưng nhỏ vẫn nhất quyết đòi gia nhập cho bằng được. Nhỏ bảo có bắt nhỏ làm những công việc thấp hèn thì nhỏ vẫn chấp nhận, vì những tổ đội khác chả ai chịu cho nhỏ tham gia, nên bảo Kazuma đừng bỏ rơi nhỏ giống như họ. Thấy viễn cảnh của cả bọn khiến những người xung quanh sầm xì không hay về Kazuma, cho rằng thanh niên chơi người ta chán xong rồi bỏ, quả thật đúng là một loại rác rưởi. Đã vậy cả hai cô gái còn dính đầy chất nhờn nữa chứ, nên tự hỏi không biết thanh niên chơi kiểu quái gì mà chất nhờn bắn ra nông nỗi này. Megumin thấy cơ hội liền la hét ầm ĩ thêm tí dầu vô lửa, bảo dù chơi nhỏ kiểu nào cũng được, bằng mấy con cóc lúc nãy cũng được. Thấy tình hình chuyển biến tồi tệ nên thanh niên đành miễn cưỡng cho nhỏ đi theo.
Sau nhiệm vụ thảo phạt bọn cóc thì Kazuma đã thăng một lèo lên được tận 4 level và nhận được tổng cộng 110.000 Eris. Hiện tại có 3 đứa nên nếu chia đều mỗi đứa sẽ được khoảng 36.000 Eris. Kazuma cảm thấy công việc thì nguy hiểm đến tính mạng mà mỗi đứa chỉ có vài đồng bọt bèo, còn những nhiệm vụ khá khẩm hơn thì lại chẳng đủ trình để làm. Nên giờ cậu rất muốn trở về thế giới trước kia của mình. Bỗng có một chị gái tóc vàng nhìn thấy thông tin chiêu mộ của cả bọn. Thế là chị ta mon men đến gặp Kazuma. Chị gái quá ư là xinh đẹp khiến cho thanh niên nhà ta đỏ ửng hết cả mặt. Còn bày tỏ sự ngại ngùng khi nói chuyện với một đại mỹ nhân như vậy. Chị gái giới thiệu mình tên là Darkness và là kỵ sĩ thập tự trinh. Nhưng tự nhiên chị ta thở dốc hùng hục, xong nhảy cẩng lên nói cả lấp cả vấp, rồi bày tỏ sự mong muốn được gia nhập vào nhóm của Kazuma, khiến cho cậu rất là quan ngại. Darkness biết hai con nhỏ nhầy nhụa kia là thành viên trong băng nhóm của cậu, nên hỏi cậu hai con nhỏ đó bị gì mà thành ra cớ sự như vậy. Sau khi biết là do tụi cóc thì chị ta còn phản ứng thái quá hơn, khiến cho Kazuma có cảm giác bà chị này giống hệt với hai khứa vô dụng kia, cùng là kiểu có vấn đề về đầu óc. Sau đó cậu khuyên chị ta chớ nên tham gia nhóm của cậu, vì con nhỏ tóc xanh rất vô dụng chẳng làm được tích sự gì. Con nhỏ bịt mắt chỉ thi triển phép thuật được đúng một lần, còn nghề của cậu thì là nghề yếu nhất. Nhưng bà chị này lại cảm thấy rất hứng thú với điều đó và càng muốn gia nhập hơn nữa. Rồi chị nói mình tuy có sức mạnh và độ lì đòn khá cao, nhưng lại rất vụng về vì chẳng thể đánh trúng được mục tiêu. Kazuma công nhận giác quan của cậu rất chuẩn, quả thật là bà chị này có vấn đề. Sau đó chị ta còn áp sát mặt mình vào mặt cậu, bảo cậu cứ đưa chị lên tiền tuyến và thoải mái dùng chị như một cái khiên chắn. Tim của cậu đập như được mùa, vì đây là lần đầu cậu gần gũi với con gái đến như thế này. Nhưng cậu vẫn dặn lòng chớ để bị nhan sắc mua chuộc, rồi cậu nói ai lại dùng một thiếu nữ làm tấm khiên bao giờ. Nhưng chị bảo đó là mong muốn của chị, dù có làm mồi cho quái vật thì chị cũng sung sướng mà bằng lòng. Lúc này Kazuma mới dám khẳng định một điều, bà chị này không chỉ bề ngoài mà cả bên trong cũng hết cứu luôn rồi. Hôm sau cậu vào bang hội thì thấy con nhỏ nữ thần đang biểu diễn tiệc mua vui cho tụi ất ơ, cậu khẳng định con này đúng là đồ vô dụng. Với điểm tích lũy thì giờ cậu có thể học thêm những kỹ năng mới. Megumin bảo trước tiên phải học cách sử dụng kỹ năng từ người khác. Sau đó kỹ năng đó sẽ xuất hiện trên thẻ rồi dùng điểm để học kỹ năng là có thể thành thạo. Cô bé còn nói nếu cậu học bạo liệt ma pháp từ cô bé thì cũng sẽ dùng được nó, còn cho rằng ngoài nó ra thì không còn kỹ năng nào đáng để học nữa. Thế nên hãy học bạo liệt ma pháp ngay và luôn đi. Kazuma bảo bé Loli cứ bình tĩnh, vì anh đây mới chỉ có 3 điểm kinh nghiệm mà thôi. Nghe bị gọi là bé Loli khiến Megumin suy sụp tinh thần luôn. Bỗng chị Darkness xuất hiện nói rất may vì đã tìm thấy cậu. Cậu không ngờ hôm qua đã từ chối khéo mà bà chị này lại không hiểu. Thế nên giờ cậu nói thẳng luôn là cậu từ chối đề nghị gia nhập của chị. Nhưng thay vì buồn thì bà chị này lại sung sướng một cách rất chi là biến thái, khiến cho Kazuma hoang mang lo lắng tột độ. Bỗng có thêm một bà chị khác đến giới thiệu mình tên là Chris và tự xưng là ăn trộm, và cũng có thể xem như là bạn của bà chị Darkness này. Kazuma lúc này cảm thấy yên tâm hơn, vì trông bà chị Chris có vẻ bình thường hơn so với bà chị biến thái kia. Chị Chris biết cậu đang muốn học kỹ năng với điểm kinh nghiệm ít ỏi, nên đề nghị cậu học kỹ năng trộm cắp, nó vừa hữu dụng và cũng vừa dễ dùng, còn thù lao chỉ là một cốc bia mà thôi. Sau đó chị Chris ra ngoài biểu diễn kỹ năng trộm cắp bá đạo của mình cho Kazuma xem, và trên tay chị lúc này là túi tiền của cậu. Chị bảo với kỹ năng trộm cắp thì cậu có thể lấy bất cứ thứ gì trên người của đối phương. Nói xong chị đề nghị cậu so tài với chị, vì cậu vừa nhìn thấy kỹ năng này từ chị rồi nên giờ hãy thử lấy lại túi tiền của mình. Kazuma cảm thấy đây chính là một cuộc trò chuyện giữa các mạo hiểm giả mà cậu luôn mong đợi. Từ khi đến thế giới này thì đây chính là lần đầu tiên cậu có được không khí mạo hiểm như vậy. Các kỹ năng cậu nhìn thấy trước đây đều xuất hiện trên tấm thẻ, tổng cộng có 4 kỹ năng. Đầu tiên là kỹ năng phát hiện kẻ thù với 1 điểm kinh nghiệm. Tiếp theo là kỹ năng ẩn náu và kỹ năng ăn trộm cũng đều chỉ mất 1 điểm kinh nghiệm để học. Cuối cùng là một kỹ năng khá lạ có tên là Hoa Điểu Phong Nguyệt, và để học nó thì cần tới 5 điểm kinh nghiệm. Darkness bảo đó là kỹ năng mà đồng đội Aqua của cậu biểu diễn lúc nãy, và nó là kỹ năng biểu diễn yến tiệc. Kazuma ngạc nhiên vì thứ vớ vẩn như vậy mà lại tốn tận 5 điểm để học, nên cậu lập tức xóa thứ vớ vẩn này đi và học 3 kỹ năng còn lại. Chị Chris nói giải thưởng lớn nhất trên người chị là thanh kiếm phép thuật với giá 400.000 Eris, còn nếu trộm xui thì là mấy cục đá nhảm nhí này. Đây cũng là cách mà chị làm giảm cơ hội cậu trộm được thanh kiếm của chị. Thế rồi cậu bắt đầu thi triển kỹ năng ăn trộm, nhưng thứ mà cậu lấy được trên người chị không phải là kiếm hay đá gì cả, mà là thứ có thể khiến cho chị Chris và khán giả chúng ta phải đỏ ửng cả mặt, và nó là một chiếc tam giác thần thánh của thiếu nữ xinh đẹp. Lấy được thứ tuyệt phẩm này, Kazuma sung sướng như được mùa. Còn chị Darkness khi nhìn thấy sự biến thái của cậu thì khẳng định mình đã không nhìn lầm người. Sau đó Kazuma trở lại bang hội và hai chị gái đã gặp hai khứa đồng đội của cậu. Darkness vội vã tiết lộ hành vi biến thái của Kazuma cho hai khứa nghe. Làm hai khứa nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khinh bỉ, cả bang hội cũng nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ không kém.
chị Chris cũng giả bộ khóc lóc cho câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Bỏ qua chuyện biến thái thì cậu đã học được kỹ năng mới, nên cậu phô diễn cho Megumin xem. Thoáng chốc cậu đã lấy được một chiếc tam giác thần thánh đen thui thùi lùi. Hóa ra cái tam giác thần thánh này là của Megumin. Darkness không chấp nhận hành vi đồi bại nên đã nhảy ra ngăn cản. Tuy nhiên chị cũng không quên việc xin gia nhập đội và chị tiếp tục bị từ chối nhưng cũng sung sướng một cách biến thái như lần trước. Kazuma khẳng định bà chị này hết thuốc chữa thật rồi. Aqua nhận ra đây chính là người mà cậu kể hôm qua, người đã đến phỏng vấn gia nhập hội lúc cô và Megumin đi tắm. Nhận thấy mấy khứa này cũng muốn Darkness vô băng nhóm, nên Kazuma đành sử dụng con bài cuối cùng. Cậu bảo mục tiêu của cậu và Aqua là tiêu diệt Ma Vương. Một con đường vô cùng gian nan và nguy hiểm. Một kỵ sĩ thập tự trinh như chị nếu bị Ma Vương bắt kiểu gì cũng sẽ bị chúng giở trò đồi bại. Nhưng với khuôn mặt vô cùng tự hào, Darkness cho rằng việc bị Ma Vương bắt từ xưa đã được định là công việc của kỵ sĩ, nên đây chính là lý do hợp lý nhất mà chị phải gia nhập băng đảng của cậu. Thấy hết cách với bà này nên Kazuma quay sang nói với Megumin, nhưng con bé cũng chẳng kém cạnh là bao, còn đòi làm gỏi cả Ma Vương nếu tụi nó dám làm chuyện đồi bại. Thế là con nhỏ này cũng hết cách luôn. Kazuma giờ đang rất là bất lực, vì càng nói thì tụi nó càng có thêm hứng thú. Tuy nhiên lời hâm dọa về Ma Vương của cậu lại có tác dụng với một đứa, đó là con nhỏ nữ thần vô dụng Aqua. Bỗng có thông báo khẩn cấp từ chị Luna, yêu cầu toàn bộ mạo hiểm giả tập trung tại cửa chính. Những người dân lúc này đang sợ hãi cuốn cuồng chạy đi trốn, có lẽ thứ đang bay đến mà cả bọn sắp đối mặt rất chi là nguy hiểm. Sau đó các mạo hiểm giả đã tập hợp đầy đủ trước cổng chính, Megumin rất hổ báo bước ra đứng đầu đòi xử lý cái mối nguy này. Và những thứ đang bay đến chính là bắp cải, nhiệm vụ mà các mạo hiểm giả được giao là thu thập hết tất cả chúng. Bắp cải ở thế giới này không chỉ ngon mà còn biết bay, vào mùa thu hoạch cũng là thời điểm mà hương vị của tụi nó đạt đỉnh ngon nhất. Tuy nhiên tụi nó sẽ không để con người sơi một cách dễ dàng nên đã nổi loạn, rồi tụi nó bay khắp mọi nơi, băng qua đồng ruộng đến cả đại dương và cuối cùng an phận ở một nơi không một ai biết tới. Tụi nó thà chết ở nơi hoang vu còn hơn là chết trong bụng của tụi con người. Cho nên giờ cả bọn sẽ cố gắng tóm hết cả lũ chúng nó để mà sơi cho bỏ ghét. Chị Luna bảo ai tóm được một con bắp cải sẽ nhận được 10.000 Eris. Thời khắc này chính là cơ hội cho các mạo hiểm giả làm giàu và cũng là thời khắc mà chị Darkness sẽ thể hiện năng lực cho Kazuma xem. Rồi chị xông vào tụi bắp cải như một cơn gió, xong rồi chị chém tụi nó, nhưng cái đậu xanh nhà chị, tụi nó đông như thế mà chị lại chém không trúng con nào. Bỗng tụi bắp cải xuất hiện rất nhiều và tụi nó có vẻ hung hăng hơn lúc nãy, khiến cho các mạo hiểm giả lần lượt bị hạ gục. Chị Darkness liền lấy thân mình ra che chắn để ứng cứu cả bọn. Nhưng vì bọn bắp cải quá đông nên bộ giáp của chị không còn chịu nổi mà dần bị banh chành. Kazuma và mọi người nhìn chị mà không khỏi đau xót. Nhưng dù thế chị vẫn không chịu từ bỏ mà vẫn rất kiên cường. Tuy nhiên có vẻ như tụi bắp cải đã làm điều gì đó rất bổ mắt, nên cả đám lúc này không còn đau xót cho chị nữa mà chuyển sang hưng phấn. Chị cũng nhận ra và cảm thấy rất chi là nhục nhã, nhưng cách mà chị nhục nhã lại rất chi là hư cấu. Trong khi đó, Megumin của chúng ta đã chuẩn bị xong tuyệt chiêu bạo liệt ma pháp trong truyền thuyết. Thế là cả khu nổ banh chành xác pháo và nhiệm vụ thu thập bắp cải đã hoàn thành. Sau đó cả bang hội cùng nhau ngồi thưởng thức chiến lợi phẩm bắp cải này. Ba cô gái của Kazuma thì khen năng lực lẫn nhau, Aqua công nhận Darkness quả là một kỵ sĩ thập tự trinh xịn sò. Dù bọn bắp cải rất đông và hung hãn nhưng cũng phải bất lực trước sự phòng thủ của chị. Còn Megumin đánh giá rất cao hoa điểu phong nguyệt của Aqua, không chỉ làm tăng sỉ khí cho mọi người mà còn có thể dùng nước lạnh để bắp cải thêm tươi ngon hơn. Darkness lại công nhận bạo liệt ma pháp của Megumin rất mạnh. Tuy xài xong thì bị liệt nhưng nó có thể đập tan tụi bắp cải chỉ với một đòn, nên chị rất muốn biết cảm giác bị một đòn mạnh như thế đánh chúng sẽ như thế nào. Aqua cũng gửi lời khen tới Kazuma vì cậu đã dùng kỹ năng ẩn nấu để che giấu bản thân, rồi dùng kỹ năng ăn trộm tấn công bọn bắp cải từ phía sau, một phong cách chiến đấu đậm chất của sát thủ chuyên nghiệp, nên cô phong cậu danh hiệu kẻ ăn trộm bắp cải đẳng cấp nhất vũ trụ. Và giờ nhóm của Kazuma đã có 3 thành viên vô cùng ưu tú, đó là Đại Mục Sư Aqua, Đại Pháp Sư Megumin và Kỵ Sĩ Thập Tự Trinh Darkness. Kazuma cảm thấy nếu như bà chị Darkness bình thường như người ta thì đã đỡ khổ hơn rồi, dù là một mỹ nhân nhưng lại thích bị khổ dâm, luôn hưng phấn mỗi khi bị hành hạ hay nhục nhã. Cậu tự hỏi từ giờ không biết số phận cậu sẽ đi về đâu, vì đồng đội của cậu toàn mấy đứa vô dụng. Sau đợt bắp cải, Kazuma đã tích lũy được rất nhiều điểm kinh nghiệm. Cậu đã học một kỹ năng mới có khả năng tạo ra nước, tạo xong thanh niên uống nước ực ực, còn cho rằng bản thân đã ra dáng một mạo hiểm giả hơn rồi. Chị Darkness khoe bộ giáp được sửa lại bằng tiền thu thập bắp cải của mình với vẻ mặt hí hửng, còn Megumin đã dùng số tiền để tân trang lại cây trượng, nên giờ cô bé rất khoái chí với nó và muốn được thử ngay và luôn. Nữ thần vô dụng Aqua thì tức giận với chị Luna vì số tiền ít ỏi nhận được từ bọn bắp cải. Nhưng thực tế bà thần này chỉ tóm được rau diếp mà thôi, mà rau diếp thì tiền kiếm không được nhiều. Thế là Aqua quay sang hỏi Kazuma số tiền cậu kiếm được là bao nhiêu,
thanh niên buồn rầu bảo khoảng hơn 1 triệu, khiến cả bọn ngạc nhiên ra mặt. Cậu nghĩ có lẽ là do chỉ số may mắn cao nên cậu mới có thể thu thập được nhiều bắp cải đến vậy. Aqua thèm thuồng với số tiền của cậu nên dở giọng nịnh hót đòi cậu cho mượn tiền, nhưng thanh niên của chúng ta tất nhiên không phải là loại người dễ dãi. Nhỏ nữ thần liền mếu máo ra mặt, còn bảo vì nghĩ bản thân kiếm được nhiều tiền nên đã tiêu hết đống tiền có được. Đã vậy còn thiếu nợ quán gần 100.000 Eris, nhưng thanh niên vẫn mặc kệ vì cậu muốn dùng số tiền này thoát khỏi cảnh ngủ ở chuồng ngựa. Nhỏ thần nghe thế liền giở trò bỉ ổi, vì nhỏ biết thanh niên rất hay làm mấy chuyện đàn ông vào buổi tối nên mới muốn có phòng riêng đến như vậy. Kazuma giật bắn cả người, hứa sẽ cho nhỏ mượn tiền nên câm cái miệng hộ cái. Giờ cả bọn sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới của mình. Kazuma đề xuất nhiệm vụ thảo phạt cóc khổng lồ vì bọn chúng đã đến mùa sinh sản. Megumin và Aqua nghe đến bọn cóc mà ôm đầu quằn quại như hai con lang quăng, vì hai nhỏ này bị ám ảnh với chất nhầy nhụa của tụi nó lắm rồi. Nghe đến chất nhầy nhụa, chị Darkness dường như rất hào hứng mà rất muốn gặp tụi cóc. Sau đó cả bọn đi kiếm nhiệm vụ để làm, nhưng hiện giờ chỉ toàn là mấy nhiệm vụ có độ khó cao. Chị Luna bảo hình như tướng lĩnh cấp cao của phe Ma Vương đã tới thị trấn này nên bọn quái yếu ớt mới sợ hãi mà trốn sạch bách hết, do đó nhiệm vụ cũng vì thế mà giảm đi theo. Kazuma buồn rầu vì trước khi những mạo hiểm giả và kỵ sĩ có năng lực được gửi từ kinh đô đến thì cậu sẽ không có nhiệm vụ nào vừa sức để mà làm. Còn Aqua thì rảnh rỗi nên chế ra mấy bông hoa để đem bán. Trong thời gian này Megumin bắt Kazuma luyện tập cùng cô bé, vì nếu không có cậu đi theo thì sẽ chẳng có ai cõng cô bé về sau khi sử dụng bại liệt ma pháp. Cô bé còn bảo phải đi thật xa khỏi thị trấn nếu không lại bị đám lính canh chửi rủa vì mất trật tự. Megumin nhìn thấy một lâu đài bỏ hoang nên quyết định chọn nó làm mục tiêu, vì nếu có là một nơi bỏ hoang banh chành sẽ chẳng có ai giày la. Và tuyệt chiêu bá đạo đã được cô bé tung ra về phía lâu đài, xài xong thì cũng bị bại liệt như mọi khi. Nên Kazuma sẽ phải cõng cô bé đi về, và cứ thế mỗi ngày Megumin đều đi đến chốn lâu đài bỏ hoang để luyện tập. Trong khi đó bà thần Aqua thì làm việc bán thời gian ngoài chợ để kiếm sống qua ngày, còn chị Darkness quyết định trở về quê nhà để mài giũa kỹ năng. Megumin của chúng ta vẫn rất siêng năng chăm chỉ, dù trời có mưa bão lạnh lẽo thì cũng không cản bước niềm đam mê bại liệt cháy bỏng. Lâu đài bỏ hoang cứ thế phát nổ từ năm này qua tháng nọ. Kazuma đã chứng kiến bại liệt ma pháp mỗi ngày nên cậu có thể nhìn thấy rõ sự tiến bộ của Megumin. Vào một hôm Kazuma bảo với Aqua rằng con đường tiêu diệt ma vương của chúng ta rất là bất khả thi, vì cậu chẳng có sức mạnh nào ra hồn như mấy nhân vật chính được búp bẩn, cho nên cậu khuyên Aqua cứ giao nhiệm vụ tiêu diệt ma vương cho những người đã được đưa đến đây trước cậu, những người sở hữu vũ khí và sức mạnh thượng thừa. Nghe thế Aqua khóc lóc nức nở, vì nếu như vậy thì nữ thần ta đây sẽ không thể trở về. Kazuma khuyên nhủ cô nên kiếm gì đó phù hợp để làm, kiểu như truyền dạy cho cậu kỹ năng hồi phục. Nhưng Aqua bảo riêng cái này thì không được, vì đó là ý nghĩa tồn tại duy nhất của cô. Hôm sau chị Luna tiếp tục đưa ra thông báo khẩn cấp và yêu cầu các mạo hiểm giả tập trung ngoài cửa chính. Và lần này cả bọn đối mặt với tướng lĩnh cấp cao của quân Ma Vương. Hắn bảo hắn có dọn đến ở trong một lâu đài gần chỗ này, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, có đứa chết dẫm nào đó cứ tung bạo liệt ma pháp khiến cho hắn không tài nào chịu nổi. Nên giờ hắn rất chi là tức giận. Nói đến bạo liệt ma pháp thì cả bọn đều hướng ánh nhìn về một đứa, và đứa đó là cái con nhỏ này. Mặc dù con nhỏ luôn chối rằng không biết xài bạo liệt ma pháp, nhưng thực tế khán giả chúng ta cũng đều biết không phải con nhỏ đó, vì cái đứa gây ra vụ đó là con nhỏ đang toát mồ hôi này mới đúng. Thế rồi con nhỏ toát mồ hôi quyết định bước ra đối mặt với thằng tướng lĩnh. Thằng tướng lĩnh tức giận chửi rủa đủ kiểu, cho rằng nếu muốn đập nhau với bố thì cứ đường đường chính chính, chứ mắc gì mày đi phá lâu đài của bố. Bố đã nghĩ thị trấn này toàn lũ nhãi nhép nên chẳng buồn quan tâm, nào ngờ ngày nào cũng bị quấy rối khiến lâu đài mém bị bay màu luôn. Megumin vẫn rất bảnh tỏn rồi giới thiệu bản thân cho thằng tướng lĩnh, bảo chị mày là đại pháp sư bá đạo nhất thị trấn này, và vụ không ngừng dùng bạo liệt ma pháp cốt là để dụ chú mày tới đây mà thôi. Đã vậy mày còn tới đây một mình thì coi như số mày đã tận rồi con ạ. Thằng tướng lĩnh nó không chịu đánh nhau với cô bé mà bảo sẽ quay về lâu đài, còn dặn từ nay chớ có dùng bạo liệt ma pháp làm phiền bố mày nữa. Nhưng cô bé bảo người của Hồng Ma tộc nếu không dùng bạo liệt ma pháp sẽ chết nên không thể không dùng. Thằng tướng lĩnh khẳng định điều này sặc mùi dốc tổ. Hắn còn nói tuy đã bán linh hồn cho quỷ nhưng trước đây hắn từng là kỵ sĩ, cho nên không có hứng thú ra tay với kẻ yếu nhớt. Megumin quay sang nhờ đại mục sư đến hỗ trợ, nữ thần liền phóng tới như một vị thần, cho rằng vì hắn ở đây nên cô mới không có nhiệm vụ để làm, nên giờ chị mày sẽ thanh tẩy mày. Thằng tướng lĩnh chẳng còn cách nào khác ngoài việc cho cả lũ bay màu, thế rồi hắn tuyên án tử hình cho Megumin trước. Một khi lời nguyền này được tung ra thì cô bé sẽ chết trong một tuần nữa. Nhưng chị Darkness đã kịp thời lao ra lãnh đòn thay cô bé. Điều này khiến cô bé cảm thấy tội lỗi, vì do cô bé mà đồng đội mình phải bỏ mạng. Thằng tướng lĩnh cho rằng nếu ban nãy ngoan ngoãn nghe lời hắn thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Chị Darkness liền lên tiếng, nếu như việc nghe lời đó có thể phá giải lời nguyền này thì không còn cách nào khác,
Kazuma bắt đầu lo lắng vì bà chị này lại sắp sửa lên cơn. Với khuôn mặt ngập tràn sự hưng phấn, bà chị bảo ánh mắt của thằng tướng lĩnh nhìn rất là đê tiện, nên rõ ràng là hắn muốn đưa chị về lâu đài để giở trò đổi bại. Và để giải lời nguyền này thì hắn sẽ ép buộc chị ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng dù hắn có thể giở trò gì với cơ thể của chị đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng chiếm được trái tim của chị. Nhưng bây giờ không muốn đi cũng không được, thế là chị chạy một mạch về phía hắn, còn căn dặn mọi người chớ có ngăn cản. Nhưng Kazuma liền ngăn chị lại, bảo chị đừng có làm phiền cái thằng đó nữa. Làm thằng tướng lĩnh toát hết cả mồ hôi với chị, nhưng tóm lại thì hắn muốn Megumin không được sử dụng bạo liệt ma pháp với hắn nữa. Còn bảo nếu Megumin muốn hóa giải lời nguyền cho đồng đội thì đến lâu đài đối mặt với hắn. Nhưng hắn chắc chắn rằng một kẻ như cô bé sẽ không làm được điều đó. Nói xong hắn cười như được mùa rồi biến đi mất tiêu. Megumin lúc này đang cảm thấy rất tội lỗi nên quyết định đến lâu đài một chuyến, sau đó sẽ sử dụng bạo liệt ma pháp bắt thằng tướng lĩnh đó phải hóa giải lời nguyền. Kazuma liền đòi đi theo, vì nếu cô bé xài xong mà bị liệt sẽ không có ai đưa về. Với lại cùng cô bé luyện tập mỗi ngày mà không nhận ra lâu đài đó của ma vương thì cậu cũng một phần có lỗi. Và hai đứa với bộ mặt vô cùng quyết tâm hứa sẽ giải trừ lời nguyền thành công cho Darkness. Nữ thần Aqua âm thầm thi triển một phép thuật kỳ bí lên người của Darkness. Thoáng chốc lời nguyền của thằng tướng lĩnh đã bị giải trừ, và phép thuật này chính là phép hóa giải lời nguyền. Aqua bảo có chị ở đây thì mấy cưng đừng có lo bị dính lời nguyền gì cả. Kazuma và Megumin đứng hình luôn vì cái sự quyết tâm vừa rồi của cả hai đã bị dập tắt và nhiệm vụ đánh đuổi tướng lĩnh ma vương đã hoàn thành. Aqua muốn có tiền nên đập bàn rầm rập, bắt cả bọn phải làm nhiệm vụ ngay và luôn. Mặc dù do thằng tướng lĩnh mà giờ toàn nhiệm vụ khó, nhưng phải làm vì chị đây chán cái cảnh bán buôn ngoài chợ lắm rồi. Kazuma tỏ vẻ thương hại cho cái con tự xưng là nữ thần này, thế nên cậu đành giao cho con nhỏ tự đi kiếm nhiệm vụ. Megumin lo lắng lỡ như chị ấy chọn nhiệm vụ khó nhằn thì sao. Và quả thật đúng như Megumin nói, Aqua mém tí nữa cho cả bọn đi chầu ông bà vì chọn nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Bỗng Aqua thấy có một công việc hợp với năng lực của mình và thù lao tận 300.000 Eris. Đó là nhiệm vụ thanh tẩy hồ nước nơi bọn quái vật đang cư ngụ. Nếu như nguồn nước sạch hoàn toàn thì bọn chúng sẽ tự bỏ đi nơi khác. Aqua nhờ Kazuma đi theo hỗ trợ vì sợ trong lúc đang làm thì bị bọn quái tấn công. Khi nghe cô cần tới nửa ngày để làm khiến Kazuma nổi điên vì quá lâu. Để thanh tẩy thì Aqua phải chạm vào nước, nên Kazuma nảy ra một ý tưởng vô cùng xịn sò. Đó là bắt cô bỏ vào một cái lồng để bọn quái không thể tấn công được. Cậu còn dặn cô có gì nguy hiểm nhớ báo để cậu kéo cô lên bờ. Nhưng hai tiếng trôi qua mà chẳng thấy có con quái nào xuất hiện. Kazuma cảm thấy lạ vì nay Megumin hiền lành hơn mọi khi, vì nếu chờ quá lâu kiểu gì cô bé cũng sẽ nói làm nhảm như trẻ trâu rồi quậy banh chỗ này. Cô bé bảo bạo liệt ma pháp của cô bé không dùng cho mấy con quái tầm thường. Kazuma cảm thấy rõ ràng thường ngày con nhỏ này vẫn cho nổ bừa bãi mà giờ còn chém gió. Sau đó cậu hỏi Aqua nếu có mắc tè thì nhớ báo, nhưng nữ thần bảo đại mục sư không cần đi tè. Megumin cũng nói người của hồng ma tộc cũng không cần đi tè, chị Darkness không muốn thua cả hai nên cũng cố gắng nói mình không cần. Kazuma khuyên chị không cần miễn cưỡng như hai đứa nó làm gì, rồi cậu bảo để lần sau anh kiếm nhiệm vụ nào làm đến tận khuya coi nhóc có mắc tè hay không nhé. Megumin đỏ mặt ngại ngùng rồi xin lỗi kêu cậu chớ có làm thế. Bỗng lũ quái xuất hiện khiến Aqua sợ muốn tè ra quần, rồi cô la hét ầm ĩ như sắp bị tụi quái này nuốt chửng. 4 tiếng sau kể từ khi bọn quái này xuất hiện, ba khứa đồng đội vẫn cứ thế đứng nhìn Aqua cuống cuồng sử dụng phép thuật bất chấp trong sợ hãi. Mặc dù bản thân đang bị đe dọa đến tính mạng, nhưng nữ thần vẫn không chịu từ bỏ, vì nếu giờ mà từ bỏ thì sẽ không có được tiền thưởng. Nhìn thấy Aqua khổ sở, chị Darkness nghĩ bên trong cái lồng chắc hẳn rất là sung sướng. Và 7 tiếng đồng hồ trôi qua, cái hồ cuối cùng cũng đã được thanh tẩy thành công. Bọn quái cũng đã chạy mất không còn con nào, tuy nhiên nữ thần lại không được vui cho mấy. Khuôn mặt thì bơ phờ như người vô hồn, thấy thế cả bọn liền bảo nhiệm vụ lần này đều là công do cô nên sẽ không lấy đồng nào. Nhưng nữ thần vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, rồi kêu cả bọn cứ thế mà kéo cô về. Vì cô cảm thấy thế giới bên ngoài cái lồng quá là đáng sợ, có vẻ như nhiệm vụ lần này nữ thần Aqua của chúng ta lại tiếp tục bị ám ảnh. Ở một nơi xó xỉnh nào đó, có một dũng sĩ tự xưng là Mitsurugi Kyoza và đang chuẩn bị đập nhau với một con rồng. Dũng sĩ này bảo ngày xưa gã vốn là học sinh trung học, sau khi chết thì gặp một nữ thần xinh đẹp và được nữ thần lựa chọn đến thế giới này để trở thành dũng sĩ tiêu diệt ma vương. Với thanh kiếm bá đạo trong tay, dũng sĩ Kyoza chỉ vung một nhát là con rồng bay màu. Dũng sĩ cùng hai đồng đội xinh đẹp đến thị trấn Tân Thủ. Trong lòng của dũng sĩ vẫn luôn nhớ về lời hứa tiêu diệt ma vương với nữ thần, người đã trao cho dũng sĩ ma kiếm gam hùng mạnh. Trong khi đó, Aqua đã được dẫn về làng trong tình trạng bị nhốt trong lồng, miệng thì không ngừng hát làm nhảm, khiến cho dân tình rất là chú ý. Dù Kazuma đã ngăn Aqua hát và kêu cô ra ngoài đi đứng như một người bình thường, nhưng nữ thần vẫn nhất quyết không chịu, vì đối với nữ thần thì trong đây mới là thánh địa, còn bên ngoài quá đáng sợ nên sẽ không ra.
Bỗng dũng sĩ nghe thấy tiếng hát của Aqua rất quen thuộc nên vội vã chạy về hướng có tiếng hát, thì dũng sĩ hoảng hốt tột độ khi thấy nữ thần của mình, rồi vội vã đến dùng tay bẻ gãy cái lồng, xong hỏi nữ thần đang làm gì ở đây. Darkness ngăn cản gã lại vì không cho phép gã tỏ vẻ thân thiết với đồng đội của mình. Kazuma hỏi Aqua thằng đó là ai mà biết cô là nữ thần. Nghe đến chữ nữ thần thì Aqua bừng tỉnh trở lại, khiến Kazuma nghĩ con nhỏ này ban nãy dường như đã quên mình là nữ thần. Sau đó Aqua hỏi gã tìm chị có việc gì không, mà chú là ai trông lạ thế. Dù nghe gã trình bày tên tuổi và được nữ thần trao cho ma kiếm Gam, nhưng Aqua vẫn chẳng nhớ thằng này là thằng nào, vì quá nhiều đứa được cô đưa đến đây thì nhớ thế quái nào cho được. Sau khi biết nữ thần bị mang tới thế giới này kèm thêm việc bị bắt nhốt trong lồng rồi ngâm xuống hồ, khiến gã muốn đấm cho Kazuma bể mặt. Người dân xung quanh không hiểu chuyện gì, nên đoán tụi này đang tranh giành nhau một đứa con gái. Biết nữ thần sống ở chuồng ngựa làm gã càng điên tiết hơn nữa, gã còn cho rằng Kazuma rất may mắn khi tìm được hai đồng đội siêu bá đạo là Đại Pháp Sư và Kỵ Sĩ. Kazuma thích nghĩ thằng này nhờ có ma kiếm mà có được một cuộc sống an nhàn, còn bố thì phải vất vả làm lụng tối mặt tối mũi ngay từ khi đến đây. Thế mà bây giờ lại bị một thằng như chú mày dạy đời, đã vậy cái lũ này mà bá đạo cái nỗi gì, rõ ràng chú mày chưa thấy mấy cảnh đó bao giờ. Sau đó gã đề nghị các đồng đội của Kazuma từ nay hãy đi cùng mình, còn hứa sẽ tặng cho họ rất nhiều trang bị xịn sò. Chị Darkness vốn là người chỉ thích bị đánh chứ không thích đánh ai, nhưng thật lạ khi có gì đó mách bảo chị nên đấm thằng này một đấm. Megumin cũng có cùng cảm giác giống vậy, muốn cho thằng này phát nổ bằng bạo liệt ma pháp của mình. Aqua cũng giống y vậy luôn, cứ nhìn thấy thằng này là cô lại dùng mình. Rồi cả bọn cùng nhau bỏ đi, nhưng gã không chấp nhận nữ thần bị đối xử như thế nên cản lại. Thế là gã đòi quyết đấu với Kazuma một trận ra trò. Nếu như gã thắng thì Aqua sẽ đi chung với gã, còn nếu thua thì sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Kazuma. Vừa dứt lời thì Kazuma cầm kiếm lao vào tấn công rồi dùng chiêu ăn trộm cướp lấy ma kiếm. Thế là gã bị đập hẹo bởi ma kiếm của mình. Hai cô gái đồng đội của gã nhìn thấy mà tức giận, cho rằng Kazuma là một tên tiểu nhân bỉ ổi. Nhưng cậu thích nghĩ thằng này bỉ ổi mới đúng, ai đời dùng ma kiếm đi thách đấu với tân thủ xài vũ khí giỏm bao giờ. Hai cô gái đòi cậu trả lại ma kiếm vì chỉ dũng sĩ mới xài được nó. Aqua cũng đồng tình với hai cô gái là chỉ tên đó mới xài được. Nhưng thanh niên của chúng ta không chịu trả, còn bảo bố đây theo chủ nghĩa bình đẳng giới, con trai con gái gì bố cũng đá cho bể mặt. Với bộ mặt vô cùng đê tiện cùng kỹ năng ăn trộm dâm tặc, cậu dọa cho hai con nhỏ sợ mà chạy mất tiêu. Vì làm hư cái lồng nên thù lao nhận được bị trừ mất 100.000, đã vậy tiền sửa cái lồng lại tốn tới 200.000. Thế nên nhiệm vụ lần này không còn lấy một xu. Aqua tức hộc máu, hứa lần sau mà gặp lại thằng dũng sĩ sẽ cho nó một cú bể mặt. Vừa dứt lời thì thằng dũng sĩ cũng vừa xuất hiện. Gã bảo đã nghe từ mọi người là Kazuma thích tam giác thần thánh của con gái, đã vậy còn thêm sở thích cho con gái dính đầy chất nhầy nhụa, nên được mọi người xung quanh gọi với cái tên là thằng biến thái. Kazuma tức giận không biết đứa nào dám đồn mấy tin vớ vẩn này. Gã dũng sĩ quay qua đòi Aqua đi cùng gã, thì bị Aqua cho một cú bể mặt như đã hứa ban nãy. Rồi cô đòi gã đưa 300.000 tiền bồi thường cái lồng bị gã làm hư. Đưa tiền xong thì gã cũng đòi Kazuma trả lại ma kiếm. Megumin liền bảo ma kiếm không còn ở đây nữa, vì nó đã bị Kazuma bán lấy tiền mất tiêu rồi. Làm gã toát cả mồ hôi rồi vội vã đi tìm lại ma kiếm. Chị Darkness thắc mắc sao cứ gọi Aqua là nữ thần. Kazuma thầm nghĩ có lẽ đây là lúc nên nói sự thật, nhưng chưa đến lượt cậu thì Aqua đã nói ra hết. Cô bảo cô là nữ thần nước được giáo phái Asis tôn thờ, nhưng chị Darkness và Megumin không tin còn cho rằng cô đang nằm mơ giữa ban ngày. Bỗng thông báo khẩn cấp từ chị Luna vang lên, yêu cầu tất cả mạo hiểm giả tập trung tại cửa chính, đặc biệt là mạo hiểm giả Kazuma phải nhanh chóng đến nó. Và lần này tiếp tục là thằng tướng lĩnh của Ma Vương, hắn tức giận vì chẳng đứa nào tới lâu đài của hắn. Kazuma thắc mắc rõ ràng hắn không còn bị bạo liệt ma pháp làm phiền, thế mà bây giờ lại đến đây kiếm chuyện. Hắn bảo con nhỏ kia ngày nào mà chẳng đến đó quậy. Kazuma tức xanh mặt với con nhỏ này. Con nhỏ bảo thực ra đã cố kìm lòng mà dùng bạo liệt ở nơi hoang vu. Nhưng từ khi xài lên cái lâu đài thì đã bị những thứ vừa to vừa cứng đó cuốn hút, nên nếu không xài lên lâu đài là không thể chịu được. Và đồng phạm của nhỏ là cái con nữ thần vô dụng này, vì nếu chỉ một mình thì sẽ chẳng có ai mang nhỏ về. Thực tế nữ thần vô dụng muốn trả đũa tên tướng lĩnh, vì do hắn mà cô không kiếm được nhiệm vụ nào ra hồn. Tên tướng lĩnh giới thiệu hắn tên là Verdia. Hắn bảo điều hắn tức giận không chỉ mỗi chuyện này, mà là vì cả bọn không đến báo thù cho con nhỏ kỵ sĩ tóc vàng đã chết hôm trước. Trước kia hắn từng là một kỵ sĩ cao quý, nên đối với hắn thì một kỵ sĩ đứng ra bảo vệ đồng đội như con nhỏ tóc vàng đúng là một kỵ sĩ chân chính. Đang nói thì tự nhiên hắn thấy kỵ sĩ chân chính bước ra, làm cho hắn hú hồn con chồn. Aqua cười chọc quê vì hắn không biết lời nguyền của mình bị giải trừ. Quá tức vì bị chọc quê nên hắn dọa sẽ giết hết cả lũ tân thủ trong thị trấn này. Aqua nghe thế liền sử dụng phép thuật để giết hắn, nhưng hắn không chết mà nằm lăn lông lốc rên la quằn quại.
hắn tự hỏi cô có thật là tân thủ hay không. Thế rồi hắn triệu hồi ra rất nhiều kỵ sĩ xác sống, bảo không cần hắn phải đích thân ra tay làm gì. Kazuma thiết nghĩ hắn do dính đòn của Aqua lúc nãy nên đang sợ, nhưng hắn chối lấy chối để, cho rằng ai đời lại để trùng cuối như hắn ra trận đầu tiên bao giờ. Aqua tiếp tục dùng phép thuật cấp cao hơn để giết hắn một lần nữa, và lần này hắn cũng vẫn không chết mà tiếp tục nằm lăn lông lốc diên la quằn quại. Tức quá trời tức nên hắn ra lệnh các kỵ sĩ xác sống tấn công, khiến cho người dân cuống cuồng sợ hãi. Nhưng thật lạ khi bọn kỵ sĩ này chỉ rượt đánh mỗi Aqua, Darkness bày tỏ sự ghen tị vì có mỗi Aqua là bị rượt. Kazuma thầm nghĩ có khi nào tụi kỵ sĩ này đang tìm kiếm sự cứu rỗi theo bản năng từ nữ thần, rồi cậu hỏi Megumin dùng bạo liệt ma pháp vào chúng được không. Chưa kịp bàn bạc xong thì Aqua dẫn nguyên đám này tới chỗ cả bọn, làm cho Kazuma cũng bị tụi nó rượt luôn. Thế rồi cậu lên kế hoạch để Megumin sử dụng trò bại liệt, cậu cùng Aqua xông thẳng vào thằng tướng lĩnh xong né sang một bên. Và đòn bại liệt thần thánh đã được tung thẳng vào phía của tụi địch tạo thành một cái hố to tướng. Mọi người hò reo ăn mừng vì nghĩ đòn vừa rồi đã hạ được tụi nó, còn ca ngợi Megumin hết lời vì không ngờ một đứa trông đần đần như nhỏ mà được việc ra phết. Lời khen có phần chê này khiến Megumin hơi quạo, còn ghi nhớ hết mặt của tụi nó để lần sau cho nổ chết hết cả lũ. Nhưng thằng tướng lĩnh đâu chết dễ dàng như vậy được, đòn vừa rồi chỉ hạ được tụi kỵ sĩ xác sống kia mà thôi. Và giờ hắn sẽ đích thân ra trận để làm đối thủ phải ôm hận, thế là các mạo hiểm giả cùng xông lên để đập hắn ra bã. Tên tướng lĩnh ném cái mũ lên trời tạo thành một con mắt to bự, nhìn nó rất giống với con mắt của Sauron trong Chúa Tể của Chiếc Nhẫn Anh Em à. Con mắt chiếu vào chỗ của hắn và hắn chém các mạo hiểm giả một phát làm cho họ xanh cỏ. Nhìn thấy điều này những người khác bắt đầu sợ hãi, cho rằng giá như có dũng sĩ ở đây thì hay biết mấy. Nghe dũng sĩ làm Kazuma nhớ tới thằng dũng sĩ bị cậu bán mất cây kiếm, cậu nhận ra mình đã cướp mất hy vọng của mọi người. Giờ đây chỉ còn mỗi Darkness là có thể đối đầu với tên tướng lĩnh này, nhưng những nhát chém thô bạo của chị lại chẳng trúng hắn lấy một lần. Cho dù hắn đứng im chị cũng chém hụt cho được, dù thế chị vẫn rất kiên cường không bỏ cuộc. Chị bảo hắn đang cố phá vỡ bộ giáp của chị từng chút một thay vì lột sạch một lần. Rõ ràng hắn đang có dụng ý làm chị rơi vào tình trạng gợi dục hơn cả khỏa thân. Kazuma tức bà chị này quá trời nên kêu bà bớt biến thái lại dùng. Nhưng ở đâu cái câu biến thái của cậu còn làm tình hình tồi tệ hơn. Bà chị tỏ vẻ sung sướng nghĩ cả cậu và hắn đang cùng hùa nhau làm nhục chị. Nhưng nhờ thế cậu đã có thời gian để sử dụng chiêu tạo nước xong cậu tạo thêm cả băng, khiến cho chân của tên tướng lĩnh bị giữ chặt lại. Rồi cậu dùng tiếp chiêu ăn trộm, nhưng vì chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên quá nhiều nên thất bại toàn tập. Thế là bà chị Darkness tiếp tục bị hắn tra tấn dã man. Kazuma bắt đầu ngẫm nghĩ về điểm yếu của hắn. Rồi cậu nhớ lại lúc nãy hắn đã cố tránh né nước của cậu, thế là cậu kêu các mục sư cùng nhau tạo nước. Aqua thắc mắc không biết cậu đang chơi trò gì, cậu tức con vô dụng này quá trời vì thằng đó sợ nước rõ mồn một mà không nhận ra. Aqua bảo nếu là nước thì chị đây có thể tạo ra cả một cơn đại hồng thủy. Thế rồi cô bắt đầu thi triển phép thuật mặc dù hơi ấm ức vụ cậu sỉ nhục cô vô dụng. Thấy điều này tên tướng lĩnh định bỏ chạy nhưng bị Darkness tóm lại và cơn đại hồng thủy đã được phóng thẳng vào hắn và nhấn chìm cả khu này. Bây giờ tên tướng lĩnh đã yếu đi rất nhiều nhưng hắn vẫn ném cái đầu lên trời định cho cả bọn bay màu. Kazuma dùng chiêu ăn trộm thêm một lần nữa và lần này cậu đã thành công cướp được cái đầu của hắn. Thế rồi cậu rủ mọi người cùng nhau chơi đá bóng bằng cái đầu đó. Sau đó Aqua đã dùng phép thuật để thanh tẩy hắn vĩnh viễn. Chị Darkness cầu nguyện cho những linh hồn đã bị hắn giết chết ban nãy, nhưng buồn chưa được mấy giây thì chị nhận ra họ vẫn còn sống. Hóa ra là nhờ năng lực của nữ thần Aqua, nữ thần có thể phục sinh cho những người vừa chết không lâu. Và nhiệm vụ tiêu diệt tên tướng lĩnh Ma Vương đã hoàn thành. Chiến công lần này phụ thuộc rất lớn vào đội của Kazuma, nên thù lao sẽ được chi trả cho nhóm cậu rất cao, và số tiền đó lên đến 300 triệu Eris. Nghe xong cả bọn đứng hình luôn. Nhận được số tiền lớn nên Kazuma đề nghị cả bọn nên sống một cuộc sống yên bình tránh nơi nguy hiểm. Nhưng cả bọn lại không chịu vì nếu không đập nhau sẽ rất chán. Chị Luna bảo vì trận đại hồng thủy của Aqua mà tường thành bên ngoài hư hại nặng, tuy không bắt cả bọn phải chi trả toàn bộ nhưng mong cả bọn nên chi trả một phần. Thù lao nhận được là 300 triệu và tiền bồi thường là 340 triệu, đã không nhận được tiền mà còn mắc thêm nợ. Nên Kazuma đành phải ngậm ngùi chấp nhận cái sứ mệnh tiêu diệt ma vương của mình nhằm thoát khỏi cái thế giới chết dẫm cùng lũ đồng đội vô dụng này. Sau trận chiến với tướng lĩnh Ma Vương thì mùa đông cũng tới, Kazuma rất bực mình vì thiếu tiền mà con nữ thần lại thiếu nợ tùm lum. Sáng thức dậy lạnh đến đóng băng cả lông mày chỉ vì ngủ ở chuồng ngựa, cậu lo nếu còn ở đó sớm muộn gì cũng đóng băng mà chết. Nói tóm lại cậu rất cần tiền và con nữ thần này quá vô dụng. Do nhận thù lao từ vụ đánh bại tướng lĩnh Ma Vương nên ai nấy cũng đều có tiền, vì thế chẳng ai chịu lết xác ra ngoài vào mùa đông giá lạnh để làm nhiệm vụ. Nên mấy đứa nghèo kết xác như Kazuma phải cắn răng mà đi làm việc. Nhưng hai khứa Megumin và Darkness lại rất háo hức cho chuyện này. Nghiên cứu một hồi thì cả bọn quyết định làm nhiệm vụ thảo phạt tuyết tinh, giá mỗi con là 100.000 Eris.
Megumin bảo tương truyền nếu tiêu diệt một con thì mùa xuân sẽ đến sớm khoảng nửa ngày. Chúng là quái vật rất yếu nhưng mà, Megumin chưa nói xong thì Aqua quyết định đi làm nhiệm vụ ngay và luôn. Còn Darkness thì tỏ vẻ sung sướng khi nghĩ tới bọn tuyết tinh này. Kazuma thắc mắc bà chị này vốn chỉ để tâm tới bọn quái mạnh. Thế mà giờ lại sung sướng khi nghĩ tới cái con tuyết tinh yếu xìu, nhưng có tiền thì thôi kệ vậy. Aqua dự định sẽ tóm vài con bỏ vô lọ để mang về trộn vào đồ uống, vì nó sẽ giúp cho cô có đồ lạnh uống mọi lúc mọi nơi. Darkness đã cởi bỏ bộ giáp của mình để tận hưởng cái lạnh hành hạ trong sung sướng. Thế là cả bọn bắt tay vào nhiệm vụ. Aqua rất xịn sò tóm phát được 3 con bỏ vô lọ. Còn Megumin sử dụng bạo liệt ma pháp cho bay màu hết cả lũ chúng nó. Hậu quả phải trả giá là nằm thẳng cẳng dưới nền tuyết lạnh cóng. Còn thiệt hại do cô bé gây ra là 9 con tuyết tinh, kèm với việc bản thân được thăng cấp lên một level. Kazuma thấy tiêu diệt bọn này kiếm tiền khá dễ, nhưng chả hiểu sao chẳng ai chịu nhận nhiệm vụ này. Bỗng có thứ gì đó nguy hiểm sắp xuất hiện, chị Darkness rất háo hức để đập nhau với thứ đó, còn Megumin thì nằm bất động cứ như chết rồi vậy. Aqua đành tiết lộ cho Kazuma biết lý do tại sao chẳng ai nhận nhiệm vụ này, đó là do Tướng quân Mùa Đông. Một cái tên rất quen thuộc trong truyền thuyết Nhật Bản và trên kênh dự báo thời tiết, Tướng quân Mùa Đông liền rút kiếm lao thẳng về phía Darkness khiến chị gãy lìa cây kiếm. Aqua bảo tinh linh sẽ thay đổi hình dạng dựa vào trí tưởng tượng vô thức của người mà nó gặp, mà người đi lang thang trốn mùa đông chỉ có mấy tên gian lận người Nhật. Có nghĩa Tướng quân Mùa Đông mang hình dạng này là do sự liên tưởng của tên người Nhật nào đó. Kazuma thầm nhủ cái con giả chết kia một lát xong chuyện bố đá phát cho mày chết thật luôn. Aqua nghĩ nếu cô thả mấy con tuyết tinh rồi quỳ lại một cách thành khẩn, có khi Tướng quân Mùa Đông sẽ tha mạng cho cả bọn. Kazuma không ngờ Aqua lại vứt bỏ lòng tự trọng của một nữ thần chỉ để cho cậu biết được giá trị của cái quỳ này. Nhưng bà chị Darkness cho rằng một kỵ sĩ sẽ không khuất phục trước quái vật. Kazuma phải nhấn đầu khứa này xuống vì cái niềm kiêu hãnh không đúng lúc đúng chỗ. Nhưng nào ngờ bà chị lại sung sướng vì bị nhấn đầu. Aqua nhắc nhở cậu nên vứt cây kiếm trong tay. Nhưng chưa kịp vứt thì cậu đã bị chém cho bay màu. Và rồi cậu xuất hiện ở cái nơi mà lần đầu cậu gặp Aqua. Tại đây cậu gặp nữ thần Eris. Nữ thần tuyên bố cuộc sống của cậu ở thế giới này đã kết thúc. Đã vậy còn bày tỏ sự tiếc thương cho cái chết của cậu. Cậu ngạc nhiên vì bà thần này lại đối xử với cậu khác xa so với con nữ thần Aqua kia. Rồi Eris bảo sẽ cho cậu đầu thai vào nơi giàu có ở Nhật Bản, chỉ cần cậu muốn là có thể làm được. Nghe thế cậu liền đòi nữ thần cho cậu cơ thể cường tráng khỏe mạnh, thêm cả cô bạn gái thời thơ ấu là tuyệt đại mỹ nhân nữa, nhưng có vẻ mong muốn này hơi quá. Rồi cậu kể lể về cuộc sống gian khổ ở thế giới mới này, nào là con nữ thần vô dụng, rồi con pháp sư xài ma pháp xong bị bại liệt, thêm cả con nhỏ kỵ sĩ thích khổ dâm nữa. Dù làm nhiệm vụ rất vất vả mỗi ngày, nhưng vì tụi đồng đội quá báo nên cuối cùng phải gánh khoản nợ mà đến bán cả thận cũng không trả nổi, đành phải chịu đựng ngủ trong chuồng ngựa đến đóng băng luôn lông mày. Cậu kể xong tự nhiên nước mắt rơi lả tả, rồi nữ thần bắt đầu thi triển nội công để đưa cậu đi đầu thai. Cậu đã tưởng mình ghét thế giới mới này, nhưng thực ra lại yêu nó đến không ngờ. Cậu thật sự rất muốn cùng mạo hiểm với đám vô dụng ấy thêm một lần nữa. Bỗng có tiếng nói của Aqua kêu cậu mau quay trở về. Còn trách móc cậu chưa đến lúc chết mà lại đi chết, cô đã sử dụng ma pháp phục sinh lên cậu nên cậu có thể sống lại. Nhưng Eris bảo theo luật của thiên giới thì cậu đã phục sinh một lần nên không thể phục sinh lần nữa. Nữ thần vô dụng liền chửi rủa đủ kiểu, hỏi con nữ thần ngu ngốc nào lại dám nói thế, chị mà biết mày tên gì thì chị đấm cho bể mặt. Kazuma tiết lộ đó là nữ thần Eris. Aqua nhận ra cái con đó được thế giới này tôn thờ và được chọn làm đơn vị tiền tệ, nên bảo Kazuma nếu nó còn dám bố láo cứ xé miếng lót độ ngực của nó cho chị. Eris hú hồn chim én nên nói lần này là ngoại lệ nên sẽ mở cổng ngay. Kazuma không ngờ nữ thần dễ thương như thế lại đi độn ngực. Sau đó cánh cổng đã được mở. Eris căn dặn Kazuma đây là bí mật giữa hai ta nhé. Thoáng chốc thanh niên của chúng ta đã được phục sinh. Các cô gái mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, khiến cậu có cảm giác rất chi là ngại ngùng. Aqua hỏi cậu có muốn nói gì với người đã giúp cậu phục sinh không? Cậu bực bội ra mặt, muốn được đổi con vô dụng này lấy nữ thần độn ngực vừa rồi. Megumin tiết lộ ban nãy cậu chết rất thảm. Bị Tướng quân Mùa Đông chém phát bay đầu luôn. Giờ cậu mới nhận ra mùa đông ở thế giới này rất khắc nghiệt. Đám tân thủ như cậu chắc không có nhiệm vụ nào phù hợp để làm nữa rồi. Và nhiệm vụ thảo phạt đám tuyết tinh coi như hủy bỏ. Aqua có giữ lại một con tuyết tinh lúc giả bộ thả hết chúng. Kazuma đòi tiêu diệt nó lấy tiền nhưng Aqua không chịu mà muốn đem nó về bỏ vào tủ lạnh. Đã vậy còn đặt tên cho nó nữa nên cô thả chết chứ không giết nó. Kazuma thầm nhớ đến nữ thần Eris. Nữ thần đã tiếc thương cho cái chết của cậu, còn cười dịu dàng khi cậu phục sinh. Một người xinh đẹp không kỳ quặc như lũ vô dụng này, cậu cho rằng nữ chính cuối cùng cũng đã xuất hiện. Vì trời lạnh quá mà không còn gì để đốt, nên Aqua định lấy bộ đồ thể dục của Kazuma cho vô lửa. Kazuma quạo xanh mặt vì đây là đồ lưu niệm duy nhất của cậu ở thế giới cũ. Hai đứa cãi qua cãi lại, cãi tới cãi lui, rồi một cơn gió nhẹ nhàng xẹt ngang qua thế là tắt luôn đống lửa. Vì tổ đội hơi mất cân bằng nên Kazuma muốn học thêm kỹ năng mới,
cậu đi đến một cửa tiệm và dặn Aqua vào đây chớ có mà quậy phá. Nhưng khi bước vào thì Aqua gặp lại người quen cũ ở nhiệm vụ lần trước, thế là nữ thần đòi đốt luôn cái tiệm này. Vì quá tức khi mình ở chuồng ngựa mà con này lại thành thơi ở đây làm chủ tiệm, Kazuma cũng tức con nữ thần nên đập cho nó một phát u đầu. Cô gái chủ tiệm tên là Wit và là vua của tộc xác sống. Tuy là xác sống nhưng cô ấy lại rất tốt bụng. Cứ mỗi đêm cô ấy đều đưa những linh hồn lang thang ngoài nghĩa trang lên thiên giới. Nhưng vì một số lý do trớ trêu nên giờ cả bọn phải làm nhiệm vụ đó thay cô ấy. Và Aqua rất không có thiện cảm với cô gái xác sống này. Khi biết Kazuma muốn nhờ Wit dạy kỹ năng thì Aqua nổi điên. Vì cô cho rằng một nữ thần như cô không cho phép thuộc hạ mình học kỹ năng của xác sống. Biết Aqua là nữ thần khiến cho Wit sợ hãi tột độ. Vì cô nghe nói giáo phái Asis tôn thờ Aqua đều có vấn đề về đầu óc, nên cô sợ nữ thần của họ sẽ còn ghê gớm hơn. Nghe điều này làm Aqua khóc mếu máo mà tiếp tục nổi điên với Wit. Sau đó Wit kể cho Kazuma về tên Verdia mà cậu đánh bại hôm bữa. Hắn là một trong số tướng lĩnh ma vương có kiếm pháp thượng thừa, nên Kazuma đánh bại được hắn quả thật rất lợi hại. Sở dĩ cô biết rõ về hắn là vì cô cũng là một trong 8 tướng lĩnh của ma vương. Aqua lập tức phóng tới tóm gọn Wit, cho rằng bắt con nhỏ này là có thể trả được hết nợ. Nhưng Wit bảo cô chỉ làm nhiệm vụ duy trì kết giới của lâu đài ma vương mà thôi. Từ trước tới giờ cô chưa làm hại con người bao giờ, nên nếu bắt cô cũng không được đồng nào vì cô không bị treo thưởng. Nhưng để đề phòng nên Aqua quyết định thanh tẩy cô luôn. Cũng may có Kazuma can thiệp, không thì Wit đi chầu ông bà mất rồi. Wit bảo chỉ cần hạ hết các tướng lĩnh thì cả bọn có thể vào được lâu đài ma vương. Do cô duy trì kết giới cho hắn nên hắn không cấm cô mở tiệm ở thế giới con người. Aqua vẫn quyết định thanh tẩy cô, vì cô còn thở thì không ai có thể vào được lâu đài của hắn. Nhưng Kazuma cho rằng nếu mở kết giới lúc này thì cũng không đủ sức để hạ hắn, nên tạm thời cứ tha cho Wit một thời gian. Cậu còn hỏi Wit có hận cậu khi giết tên tướng lĩnh Verdia kia không. Wit bảo không, bởi vì mối quan hệ của cô và tên đó không mấy tốt đẹp. Lúc cô đang tưng tưng bước đi thì hắn lăn cái đầu tới dưới chân cô để nhìn trộm trong váy, và lại trong lòng cô cũng xem bản thân mình là con người mất rồi. Và giờ cô sẽ dạy kỹ năng cho Kazuma vì cậu đã tha mạng cho cô nhiều lần. Nhưng do kỹ năng của cô chỉ có thể sử dụng lên kẻ khác, nên cô phải chạm vào Aqua mới dùng được. Và kỹ năng này dùng để hấp thụ sinh lực và ma lực của đối phương, ngoài ra cũng có thể chia sẻ cho người khác được luôn. Aqua nhân cơ hội chạm tay vào Wit liền giở trò đồi bại, khiến Kazuma tức điên mà cho con nữ thần một đập vào đầu. Đã nhìn thấy kỹ năng nên giờ Kazuma có thể học được nó, nhưng có vẻ Aqua vẫn chưa chịu buông tay Wit mà còn định thanh tẩy người ta, khiến Kazuma tức điên mà cho con nữ thần một đập vào đầu. Điều vừa rồi báo hại Wit mém bị tan biến vào hư vô. Bỗng có một ông già đến gặp Wit để nhờ cô thanh tẩy bọn ác linh trong dinh thự bỏ hoang của ông. Dù ông có đuổi thế nào bọn nó cũng vẫn quay trở lại. Nhưng vì mém bị Aqua cho xanh cỏ nên hiện giờ Wit không còn sức để làm nhiệm vụ. Thế nên cả nhóm của Kazuma mới phải thay cô làm nhiệm vụ này. Cả bọn còn được phép ở lại dinh thự nếu như trừ tà thành công. Aqua tự tin vào năng lực của mình có thể xử đẹp bọn ác linh, nên bảo cả bọn hãy giao cho cô xử lý. Với khả năng bá đạo, Aqua còn nhìn thấu được mọi chuyện. Cô bảo gã quý tộc của dinh thự này đã vụng trộm với người hầu và có một đứa con. Gã quý tộc vì cơ thể ốm yếu nên lâm bệnh mà chết. Mẹ của đứa bé thì mất tích đâu không thấy. Còn đứa bé vì bị bỏ lại trong dinh thự nên bị mắc bệnh giống cha rồi cũng chết luôn. Cả bọn mặc kệ Aqua đứng làm nhảm mà đi vào dinh thự. Sau đó cùng dọn dẹp bên trong và phân chia các phòng. Kazuma mở cửa ra thì thấy Aqua vẫn còn đang đứng làm nhảm. Cậu mặc kệ con khứa này mà âm thầm đóng cửa lại. Sau đó phòng ai nấy về và nằm chờ bọn ác linh xuất hiện. Kazuma thiết nghĩ có Aqua ở đây thì hẳn cô sẽ không để bọn ác linh làm loạn. Bỗng có tiếng hét thất thanh từ Aqua nên cậu vội vã chạy đến chỗ cô, thì thấy khứa nữ thần đang khóc lóc với chai rượu trong tay. Con khứa bảo đã dự định khi tắm xong sẽ uống nó, nhưng giờ nó lại không còn giọt nào. Còn cho rằng điều này là do bọn ác linh gây ra, nên chị mày sẽ đi tuần xung quanh và đập cho bọn chúng bay ra bã. Và đã có rất nhiều ác linh bị khứa nữ thần cho bay màu. Kazuma đang ngủ ngon thì tự nhiên mắc tè quá. Chợt cậu nhìn qua bên trái thấy có con búp bê, thấy mà ghê. Cậu sợ muốn vãi ra quần nhưng cũng may là còn cố nhịn được. Đang nhắm mắt cầu nguyện thì bỗng thấy có gì đó kỳ kỳ. Mở mắt ra thì ở đâu xuất hiện nguyên đám búp bê. Quá trời sợ nên cậu chạy thụt mạng ra ngoài. Bọn búp bê cũng đuổi theo cậu. Còn cậu thì luôn miệng kêu tên nữ thần Aqua. Rồi cậu chạy vào phòng của nữ thần thì gặp Megumin. Hai đứa giật mình nhìn nhau la hét ầm ĩ. Kazuma thắc mắc sao con bé này lại ở đây. Con bé bảo là do mấy con búp bê cứ chạy loanh quanh nên qua đây nhờ Aqua dắt đi tè. Kazuma mắc tè quá chịu hết nổi nên kêu Megumin quay mặt và bịt tai lại để anh mày ra ban công xử lý. Nhưng con bé không muốn thanh niên thoải mái một mình nên cản lại, cho rằng là đồng đội của nhau thì phải đi cùng nhau. Trong lúc đang giằng co thì hai đứa nhìn thấy rất nhiều búp bê ở bên ngoài. Hai đứa chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh. Trong lúc đi vệ sinh thì Megumin cứ luôn miệng gọi tên Kazuma vì sợ thanh niên chạy đi mất. Bỗng bọn búp bê phát hiện ra chỗ này làm cho thanh niên sợ hãi mà mở cửa xông vào nhà vệ sinh luôn.
Sau đó hai đứa dắt tay nhau chạy thụt mạng, gấp đến nỗi Megumin còn chưa kịp mặc lại cái quần. Cuối cùng phải trốn chui trốn nhủi vào trong nhà kho, cứ tưởng không bị phát hiện nào ngờ bị đập cửa liên tục, nên thanh niên quyết định chơi liều mở cửa xanh chín một phen với tụi nó. Nào ngờ bên ngoài là nữ thần Aqua của chúng ta, vì thanh niên mở cửa quá mạnh nên con nhỏ bị đập đầu nằm thẳng cẳng luôn. Cuối cùng nhiệm vụ thanh tẩy này cũng xong và cả bọn nhận được rất nhiều tiền thù lao. Tuy nhiên chị Luna bảo dù bọn chúng đã bị thanh tẩy, nhưng rồi cũng sẽ sớm xuất hiện thêm nhiều con khác nữa mà thôi. Chị bảo là do ở gần đó có một cái nghĩa trang, kẻ nào đó đã thiết lập một kết giới lớn ở đó, bọn ác linh không còn chỗ đi nên đành phải trốn vào dinh thự. Hóa ra vụ này là do Aqua bày ra, vì cả bọn phải thay Whit đưa linh hồn ra khỏi nghĩa trang. Nhưng thường xuyên đến đó sẽ rất phiền, cho nên nữ thần đã làm cho tụi linh hồn không còn đến nghĩa trang được nữa. Quá tức con nữ thần này nên Kazuma sẽ không chia thù lao lần này cho con nhỏ. Vì nhiệm vụ hoàn tất nên cả bọn đã được phép ở lại dinh thự này mà vui chơi thỏa thích. Megumin và chị Darkness thì chiến cờ vua với nhau, còn nữ thần Aqua tranh giành chỗ ngồi sưởi ấm với Kazuma. Nữ thần cho rằng giờ chị đây đã đạt level 21, là level cao nhất của tổ đội, nên một đứa gà mờ như chú em phải biết điều mà nhường lại ghế cho chị. Kazuma chợt thấy các thuộc tính của nhỏ này không hề tăng so với lúc ban đầu, thế rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai con nhỏ bày tỏ sự thương cảm. Thầm nhủ rằng dù level có tăng bao nhiêu thì chỉ số thông minh của con nhỏ vẫn không thể tăng lên được, khiến cho con nhỏ không hiểu hành động vừa rồi của cậu là ý gì. Đang lang thang trên đường thì Kazuma nhìn thấy hai đứa bạn mới quen của cậu thập thò ở một con hẻm. Tụi nó tiết lộ trong đó là nhà hàng ngầm của quỷ hấp tinh, chúng sẽ giúp chúng ta có một giấc mơ đẹp vào buổi tối. Nghe điều này khiến Kazuma rất quan tâm. Sau đó ba thanh niên đi vào bên trong nhà hàng, nhìn thấy mấy chị xinh đẹp nở nang khiến ba đứa chết điếng luôn cả người. Kazuma được một chị nhân viên hướng dẫn, chị này bảo chị biết đa số mạo hiểm giả nam đều sống trong chuồng ngựa và rất thiếu thốn. Tuy bên cạnh vẫn có các mạo hiểm giả nữ, nhưng nếu dám giở trò với họ thì kiểu gì cũng sẽ bị đem đi thiến. Cho nên nhà hàng sẽ giúp các mạo hiểm giả nam có một giấc mơ tuyệt vời, đáp lại thì nhà hàng chỉ cần hút một chút xíu tinh khí từ các mạo hiểm giả mà thôi. Nói xong chị ta đưa cho Kazuma một cái bảng để điền thông tin về giấc mơ mong muốn. Chị nói cậu có thể yêu cầu mình trở thành nhân vật nào cũng được. Ví dụ như trở thành một vị vua, một chiến binh hùng mạnh, hay thậm chí trở thành một người phụ nữ cũng được luôn. Người bạn tình đồng hành cũng tương tự như thế, có thể là người nổi tiếng, người sống bên cạnh, hay thậm chí cả người không tồn tại. Nghe xong thanh niên nhà ta hí hửng mà viết lia viết lịa. Chị nhân viên còn dặn cậu chớ có uống say quá, vì khi ngủ sâu sẽ không còn mơ được nữa. Kazuma trở về thì thấy cả bọn đang chuẩn bị tiệc tùng với món cua siêu to khổng lồ. Đây là quà được gửi từ nhà của chị Darkness. Họ gửi để bày tỏ sự biết ơn đến các thành viên vì đã luôn quan tâm đến chị. Megumin bảo nếu để được ăn cua mà không được sử dụng bạo liệt ma pháp một ngày, thì cô bé cũng vui vẻ mà nhẫn nhịn. Sau đó hai chị em Aqua và Megumin chấm cua ăn rất ngon, Kazuma cũng ăn và cũng chết mê chết mệt, khiến cậu không tài nào có thể dừng ăn cho được. Aqua sau đó còn bỏ rượu lên vỏ cua rồi đun nóng, xong uống một cách rất là đê tê mê, cả bọn nhìn thấy phải nuốt nước bọt vì quá thèm. Kazuma định uống thì chợt nhớ tới lời dặn của chị nhân viên lúc nãy, nên cậu đành phải miễn cưỡng nhẫn nhịn mà không uống. Vì nếu chỉ nếm thử một chút kiểu gì cậu cũng sẽ không cưỡng lại được, nhưng thấy mọi người vui vẻ với nhau quá làm cho ý chí của cậu bắt đầu lung lay. Cậu nghĩ có nên dẹp vụ giấc mơ này mà uống rượu với họ không nhỉ? Thế rồi cậu quyết định đi ngủ sớm, khiến cả bọn bất ngờ ra mặt. Nhưng vì quá hồi hộp và phấn khích nên Kazuma chẳng tài nào ngủ được. Thế là thanh niên đi tắm để lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt một xíu thì tự nhiên cái đèn tắt mất tiêu. Còn bên ngoài có một cô gái nào đó đang đứng cởi đồ. Thanh niên giật mình rồi ngẫm nghĩ, vừa nãy buồn ngủ nên đã nhắm mắt, có nghĩa là bây giờ đang nằm mơ. Hóa ra cô gái cởi đồ chính là chị Darkness. Chị nhìn thấy thanh niên mà ngại ngùng đỏ cả mặt rồi ngã khuỵu xuống đất. Thanh niên nhà ta nghĩ mình đang mơ nên bản mặt rất chi là đê tiện. Rồi cậu bắt chị trà lưng cho mình. Cậu nghĩ có lẽ do yêu cầu của cậu là một chị gái xinh đẹp và có thân hình bốc lửa, nên trong giấc mơ của cậu chị mới xuất hiện. Chị bối rối quá trời khi tự nhiên thấy cậu ở trong đây đã vậy còn bị cậu bắt trà lưng. Hành xử của cậu quá khác so với thường ngày. Chị còn bảo nếu bị Aqua và Megumin phát hiện thì sẽ rất khó xử. Cậu liền nói nếu vậy thì sẽ bắt họ tắm cùng luôn. Chị hét toáng lên cho rằng hôm nay cậu thật là kỳ cục, nhưng vì bản tính đã ăn vào máu, nên chị không tài nào có thể cưỡng lại được mệnh lệnh biến thái của cậu. Thế là chị đành ngậm ngùi trà lưng cho cậu bằng cái khăn. Cậu nói bình thường thì cậu rất kinh tởm cái biểu cảm của chị, nhưng hôm nay thì lại cảm thấy rất thích thú với nó. Lời nói của cậu khiến chị càng thêm ngượng ngùng, rồi chị hỏi chị đi được chưa, nhưng thanh niên bắt chị tiếp tục trà lưng và lần này là dùng tay thay vì khăn. Trong lúc chị cố gắng để tiếp tục thì chợt có tiếng Aqua hét lên bảo có kẻ khả nghi đột nhập. Cậu tức quá trời vì rõ ràng trong giấy tờ không có ghi vụ lộn xộn này, nên vội vã chạy ra ngoài thì thấy cô gái quỷ hấp tinh đang bị hai khứa đồng đội tóm gọn. Lúc này thanh niên mới nhận ra, vụ ở trong nhà tắm vừa rồi không phải là mơ.
Thấy quỷ hấp tinh sắp bị cho bay màu nên thanh niên liền nhảy ra ngăn cản rồi kêu cô ta chạy đi. Dù cô ta bảo là do mình non nớt mới bị bắt nhưng thanh niên nhà ta vẫn rất kiên quyết. Bỗng chị Darkness chạy đến bảo rằng Kazuma đã bị con quỷ đó mê hoặc. Vì hành động từ nãy đến giờ của cậu ta rất kỳ lạ làm cho chị vô cùng xấu hổ, nên giờ chị đang rất quạo và rất muốn giết con quỷ hấp tinh này. Dù thế nhưng thanh niên vẫn kiên quyết bảo vệ quỷ hấp tinh cho bằng được. Aqua tức đỏ mặt nên quyết định xử cậu trước rồi giết con ả kia sau. Không còn cách nào khác nên cậu đành quyết một phen xanh chín với cả ba cô nàng luôn. Nhưng được một giây sau thì bị ba cô nàng đập cho xanh chín mà nằm thẳng cẳng. Còn con quỷ hấp tinh thì đã may mắn chạy thoát được. Hôm sau chị Darkness ngại ngùng hỏi cậu có nhớ chuyện gì trong lúc bị quỷ hấp tinh điều khiển không. Cậu bảo cậu chả nhớ gì ngoài việc có một giấc mơ đẹp, còn nhắc nhở chị nên để ý một xíu, vì rõ ràng cậu đã thắp đèn và treo biển có người bên ngoài nhà tắm rồi. Nghe điều này chị khẳng định cậu còn nhớ gì đó, còn tự hỏi không biết cậu có thật sự bị điều khiển hay không. Chợt có một thông báo khẩn cấp từ chị Luna, thông báo rằng pháo đài di động hủy diệt đang đến gần thị trấn. Nghe đến pháo đài di động thì Megumin và Aqua đòi dọn đi nơi khác sống, vì nó vô cùng mạnh, đối đầu với nó kiểu gì không chết thì cũng sẽ hẹo. Nhưng Kazuma không can tâm, vì cậu mới chỉ vừa có được chỗ ở ngon lành nên không thể để bị nó phá được. Sau đó cả bọn đến bang hội và bày mưu tính kế xử lý cái pháo đài dở hơi này. Kazuma tự hỏi không biết thứ mạnh như thế tới chỗ khỉ ho có gáy dành cho tân thủ này làm gì. Các mạo hiểm giả ước phải chi có dũng sĩ Mitsurugi ở đây thì hay biết mấy. Kazuma nghe tới tên thằng này mà cắn rứt lương tâm. Cậu hỏi Aqua phá kết giới của bọn pháo đài được không? Aqua bảo chưa thử thì cũng chưa biết được. Nên giờ cả bọn thử đặt niềm tin vào nữ thần. Việc còn lại là cần một kẻ có phép thuật đủ mạnh để gây sát thương. Cả bọn liền nghĩ ngay đến một con nhóc đầu óc có vấn đề, và con nhóc đó chính là Megumin. Nghe bị gọi như thế khiến Megumin có hơi bực, rồi cô bé bảo dù bạo liệt ma pháp có mạnh nhưng cũng không thể hạ pháo đài chỉ trong một đòn được. Bỗng Whis cũng đến và đòi được giúp sức cùng mọi người. Thấy cô chủ tiệm nghèo hèn này ai nấy cũng đều tràn đầy tự tin sẽ giành chiến thắng. Vì Whis vốn là một đại pháp sư vô cùng nổi tiếng, và nhiệm vụ bảo vệ thị trấn khỏi pháo đài di động đã chính thức bắt đầu. Chị Darkness ra đứng sẵn chờ thằng pháo đài từ rất sớm. Kazuma khuyên chị nên bỏ cái hứng thú dở hơi này đi. Chị bảo đúng là thường ngày chị như thế thật, nhưng bây giờ chị nhất định phải bảo vệ nơi này, dù cho người dân không hề để tâm tới chị đi chăng nữa. Rồi chị tiết lộ tên thật của chị là Destinis Forlalatina, là con gái của gia tộc cai quản vùng này. Chị còn dặn cậu chớ có hó hé chuyện này với ai, và nhiệm vụ bảo vệ người dân trên mảnh đất này chính là trách nhiệm và vinh dự của chị. Đứng một lúc lâu rồi cậu gọi cái tên Lalatina của chị, khiến chị quạo xanh mặt cấm cậu gọi chị bằng cái tên đó lần nữa. Cuối cùng pháo đài di động hủy diệt cũng đã tới, nó rất to và cũng rất bự, đã vậy nó còn trông rất là nguy hiểm. Nhìn thấy nó mà các mạo hiểm giả sợ hãi tột độ, Megumin của chúng ta cũng vậy, ngày thường thì hổ báo cáo chồn nhưng giờ thì lại run như cầy sấy. Nữ thần Aqua của chúng ta rất xịn sò, lập tức sử dụng phép thuật tấn công thằng pháo đài rất dữ dội. Theo kế hoạch thì tiếp đến sẽ là phần trình diễn của bạo liệt ma pháp, nhưng con nhóc Megumin này chưa xài mà trông nó cứ như bị liệt luôn rồi vậy. Nó run đến nỗi chẳng dám làm cái gì, Kazuma liền chọc tức nó, bảo vì nó sợ bạo liệt ma pháp của mình không phá hủy được pháo đài nên nó mới không dám dùng. Thấy niềm kiêu hãnh của mình bị sỉ nhục, thế là con bé liền thức tỉnh sức mạnh trẻ trâu và quyết xanh chín với cái pháo đài dở hơi trước mặt. Thế là bạo liệt ma pháp đã được cả hai đại pháp sư Megumin và Whis thi triển cùng một lúc, và chiêu thức nổ tung bá đạo của cả hai đã bay thẳng vào con pháo đài, làm cho con pháo đài đi đứng loạng choạng rồi đổ sầm ngay trước mặt của chị Darkness. Megumin xài xong thì cũng bị liệt như mọi khi, và cô bé cảm thấy rất ghen tị vì đẳng cấp của Whis quá chênh lệch so với mình. Cứ tưởng con pháo đài thế là hẹo rồi, nhưng không, nó vẫn còn một chiêu thức vô cùng bá đạo nữa trước khi hẹo, và chiêu đó có tên là tự hủy, và nhiệm vụ cấp bách mà cả bọn vừa nhận được lúc này, đó là ngăn không cho nó tự hủy. Cả bọn nghe xong mà cuốn cuồng sợ hãi bỏ chạy, nhưng chị Darkness vẫn quyết không lùi bước, vì một kỵ sĩ không được phép chạy trốn trước người dân của mình, với lại chị cũng cảm thấy rất hưng phấn khi nghĩ đến viễn cảnh bị phát nổ cùng nó. Thế rồi chị cầm kiếm lao thẳng vào thằng pháo đài như thật. Niềm kiêu hãnh và sự hưng phấn của chị đã kích thích những người khác. Họ cho rằng ý tưởng phá hủy nó trước khi nó tự hủy là cách tốt nhất để bảo vệ thị trấn này. Và họ cùng đồng lòng lao thẳng vào thằng pháo đài, rồi xâm nhập vào bên trong nó và phá hủy nó từ từ. Whis bảo nếu tìm được thiết bị điều khiển có thể ngăn chặn được nó tự hủy. Thế là Kazuma kéo Aqua đi vào bên trong thằng pháo đài. Vào bên trong thì cả bọn nhìn thấy có một bộ xương người. Đây cũng chính là người đã lái cái pháo đài này. Aqua lấy một cuốn sách gần đó lên và mở ra xem, hóa ra nó là nhật ký của người đàn ông đã chết này. Ông ta bảo các quan lớn của vương quốc đã đưa ra một yêu cầu vô lý, đó là bắt ông ta phải tạo ra một pháo đài di động có nguồn năng lượng cực lớn với kinh phí thấp. Thế là ông ta cũng đưa ra một yêu cầu vô lý, đó là kêu chúng phải mang đến viên đá Coronatis huyền thoại thì mới làm được, nào ngờ bọn chúng mang đến thật.
Ông bối rối không biết làm gì với nó, cố làm mọi cách để nó hoạt động, và rồi nó hoạt động thật, và nó cũng cho bay màu cả vương quốc luôn. Thế là ông bị mắc kẹt ở trong con pháo đài, nên đành dành phần đời còn lại của mình ở trong nó và tận hưởng những gì mà nó gây ra. Ông cũng chửi rủa thằng ngu nào đã tạo ra cái con này, rồi chợt nhận ra thằng ngu đó chính là mình, và nhật ký đến đây là hết. Giờ cả bọn không biết xử lý cái viên đá huyền thoại này thế nào. Vừa hay Whit có năng lực dịch chuyển nên Aqua bắt cô dịch chuyển viên đá. Nhưng vì ma lực không đủ nên Whit đòi hút một chút từ Kazuma. Thanh niên đồng ý không một chút do dự, vì thanh niên cho rằng mình không phải là kiểu nhân vật chậm chạp hay giả vờ ngu ngốc vào lúc này, nên phải đồng ý ngay và luôn. Cậu hy vọng đó là một nụ hôn nồng cháy, nào ngờ đâu nó lại không phải một nụ hôn, đã vậy còn mém hẹo vì bị hút gần cạn sinh lực. Vì tình thế cấp bách do viên đá sắp phát nổ, nên cả bọn đành phải kiếm đại một nơi nào đó để dịch chuyển viên đá này. Nhưng phải dịch chuyển đến nơi không có người sinh sống. Kazuma tự tin vào chỉ số may mắn của mình nên nắm tay Whit để cô có niềm tin. Sau khi dịch chuyển thì cả bọn ra ngoài và gặp chị Darkness. Chị bảo với khứu giác nhận biết kẻ địch mạnh của chị thì nguy hiểm vẫn còn. Vừa nói xong thì pháo đài tự nhiên nóng lên hừng hực. Whit nói là do nhiệt lượng tích trữ ở bên trong đang đẩy ra ngoài. Nếu không làm gì thì thị trấn này sẽ sớm trở thành biển lửa. Aqua thầm nhủ số tiền nợ của cô đang ở bang hội. Nếu mà bang hội bay màu thì tiền nợ cũng sẽ bay theo. Vì không còn pháp lực nên Whit không thể thi triển bạo liệt ma pháp để thổi bay nó được nữa. Thế là Kazuma nắm tay Aqua rồi hút pháp lực của cô để truyền cho Whit. Nhưng Aqua bảo nếu truyền nhiều thánh lực của cô cho Whit thì cô ta sẽ bị tan biến. Megumin được một mạo hiểm giả cõng đến và cô bé tự tin sẽ phóng bạo liệt ma pháp mạnh nhất từ trước tới nay. Thế là thánh lực của Aqua đã được truyền cho Megumin và chiêu bạo liệt ma pháp mạnh nhất từ trước tới nay đã được tung ra tạo thành một cơn đại địa chấn cực mạnh. Cuộc chiến với thằng pháo đài đã kết thúc, thị trấn cũng đã quay trở về với những ngày tháng yên bình, nhưng nó chỉ yên bình với thị trấn mà thôi. Còn với anh chàng Kazuma nhà ta thì không chắc cho lắm, vì kỵ sĩ từ kinh đô đã đích thân tới đây để tìm đích danh cậu. Họ bảo cậu bị tình nghi vì tội phản quốc nên bắt cậu đi cùng với họ, vì viên đá huyền thoại được dịch chuyển theo ý của cậu đã phá hủy dinh thự của thống lĩnh Andap. Vậy là season 1 đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở season 2 nhé!